chương 21 Dưỡng Trung Sơn Lan Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Người trung niên nói dùng di trì di đúng là chỗ cao minh của Lý Thế Dân, điểm ấy Đỗ Hà cũng không cách nào phủ nhận. Hiện giờ trở về trước khi đối mặt với dị tộc, Trung Quốc bởi vì hoàn cảnh địa lý nên phần lớn đều ở vào cục diện phòng thủ bị động, một chiêu này của Lý Thế Dân làm cho Trung Quốc thoát khỏi khốn cảnh. Hắn đem dị tộc phụ thuộc an bài tại biên cảnh đại đường, nếu có địch nhân xâm phạm thì đối thủ mà bọn chúng gặp phải chính là những dị tộc này song không còn là những dân chúng tay không tất sắc. Đã có những dị tộc này bảo vệ, đại đường có đầy đủ thời gian chuẩn bị xuất binh thảo phạt. Như thế khiến cho dân chúng đại đường tránh được nỗi khổ chiến loạn, lại có thể tránh được sự đả kích về mặt kinh tế, thủ đoạn cao minh không thể tả xiết. Cũng chỉ có khí độ như Lý Thế Dân mới có thể khiến dị tộc thần phục. Chỉ là Lý Thế Dân quá tham vọng, Hắn muốn cho đại đường uy dương tứ hải, hắn muốn toàn thế giới cảm nhận được văn hóa đại đường nên không hề giữ lại điều gì khi giao lưu giữa các quốc gia, thi văn, nông sách, kinh Phật, sách sử, y điển, lịch pháp, thậm chí cả kiến tạo cùng công kỹ, chỉ cần dị tộc muốn học thì đều có thể ở lại đại đường học tập. Điểm này không thể nghi ngờ là nuôi hổ gây họa. Mượn Nhật bổn mà nói, thời nhà Đường, Nhật bổn mới bất quá là xã hội nô lệ, chênh lệch trời biển với đại đường nhưng bọn họ đã sáu lần cử sứ giả đến đại đường học tập văn hóa thịnh đường cùng phương thức sản xuất phong kiến, tiếp cận tiến bộ xã hội khiến bọn họ nhảy lên thời đại phong kiến, nhanh chóng phát triển. Nhật Bổn ở bên kia bờ biển xa xôi còn chịu ảnh hưởng lớn lao như thế, huống hồ là dị tộc gần trong gan tất. Đỗ Hà từ trước đến nay vẫn phóng khoáng nên cũng không bài xích, sở dĩ không đồng ý với cách làm của Lý Thế Dân là vì có ý nghĩ khác. Hắn lạnh lùng nói, ta cũng không phải nói không ưng thuận tiếp nhận những dị tộc lòng muôn dạ thú kia, hoàn toàn trái lại, hành động này của bệ hạ rất cao minh. Chỉ là vào lúc song phương tiếp xúc, bệ hạ lại quá hào phóng, đem hết những gì của triều đình ra cộng hưởng với dị tộc. Văn hóa có thể cộng hưởng, nhưng khoa học kỹ thuật lại há có thể cộng hưởng. Lời này của Đỗ Hà Tuyệt không nói ngoa, ví dụ điển hình nhất là thổ phiên. Năm trinh quán thứ 15, Lý Thế Dân đem văn thành công chúa gả cho Tùng Tán kiện Bố. Theo bộ sách Thổ phiên Vương Triệu Thế Tập Minh Giám, vào lúc văn thành công chúa xuất giá thì đội ngũ cực kỳ khổng lồ của hội môn do Lý Thế Dân ban cho cực kỳ hậu hĩnh. Có tượng Phật Thích già, Trân Bảo, sách vàng, sách ngọc, cuốn kinh điển, các loại đồ trang sức châu báu. Lại cho thêm nhiều loại thực vật, các loại hoa văn đồ án gấm vóc, 300 loại kinh điển bói toán, 60 loại kiến tạo cùng công kỹ, phương thuốc, bốn tác phẩm y học năm phép chẩn bệnh sáu loại dụng cụ chữa bệnh còn mang theo các loại ngũ cốc cùng hạt giống cây cũ cơ hồ đã nhận được tất cả tinh túy văn hóa của đại đường thúc đẩy sự phát triển toàn diện của thổ phiên người đời sau nói rất hay hết thảy đều tán thưởng hành động của lý thế dân tăng cường quan hệ hữu hảo giữa các quốc gia trên thực tế thì sao lý thế dân coi như đang dưỡng sói lan bên nhà bởi vì đã nhận được các tiến bộ của Đại Đường nên quốc lực thổ phiên cường thịnh chưa từng có, nhảy lên trở thành kình địch mạnh nhất của Đại Đường ở Tây vực. Chẳng những vùng an tây của Đại Đường, các đức con đường tơ lụa, thậm chí công phá thủ đô Trường An, cướp bóc sạch sẽ trân bảo. Đỗ Hà đến nay thậm chí nghĩ không rõ, để cho ngoại tộc cảm thụ văn hóa Đại Đường, tuyên truyền văn hóa Đại Đường cũng không phải là chuyện xấu, kiến tạo cùng công kỹ, tác phẩm nghiên cứu y học kỹ thuật canh tác đều là những thứ căn bản để một quốc gia phồn vinh cường thịnh lý thế dân ngay cả những thứ quý giá này cũng đem ra ngoài chẳng phải tương đương bồi dưỡng một kẻ địch tiềm ẩn để cho dị tộc cảm thụ sự hưng thịnh phồn hoa của đại đường có gì không thể người trung niên tựa hồ cũng thoáng ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề nhưng vẫn trên mặt vẫn ngoan cố cũng không phải không thể đỗ hà khẽ cười nói ý nghĩa tồn tại của văn hóa tồn là trao đổi chỉ có trao đổi mới có thể phát triển, bảo thủ sẽ thụt lùi. Nhưng có một số thứ không thể trao đổi, ví dụ như kỹ thuật tinh luyện kim loại. Kỹ thuật tinh luyện kim loại của đại đường vô song thiên hạ có thể vấn định thế giới. Đem kỹ thuật tinh luyện kim loại truyền đi đối với đại đường có gì tốt? Không có, truyền đi sẽ chỉ làm cho binh khí dị tộc càng thêm sắc bén, lại để cho áo giáp dị tộc càng chắc chắn hơn đã vậy sao không bảo lưu để đao kiếm đại đường vĩnh viễn sắc bén hơn dị tộc để cho áo giáp đại đường ta vĩnh viễn chắc chắn hơn so với dị tộc chẳng phải dịu quá thay lúc nói lời này đỗ hà nhớ tới kiếm nhật kiếm nhật là một trong tam đại danh nhận của thế giới nhưng nếu không có kỹ thuật đường triều nếu không có đường đao với tư cách hàng mẫu bọn họ dựa vào cái gì phát minh ra kiếm nhật thần sắc người trung niên thiên biến vạn hóa cuối cùng ánh mắt dần sáng lên vỗ mạnh một cái đùi cười nói hôm nay là ta thụ giáo để cho văn hóa đại đường lưu truyền rộng rãi để cho thiên hạ cảm nhận được phú cường của đại đường ta giúp đỡ thiên hạ cũng không phải chuyện xấu nhưng quốc gia nói ở lợi ích có một số thứ lợi người hại mình quả thật không nên để cho bọn họ học được đỗ hà cũng thầm tán thưởng một câu quốc gia nói ở lợi ích quả thật rất hay tuy chỉ mấy chữ không có đạo lý gì cao thâm nhưng từ ý nghĩa tiểu nhân trọng lợi quân tử trọng nghĩa mà người trung niên có thể nói ra câu quốc gia nói ở lợi ích quả thật không dễ. Nghe vua no y một buổi, hơn đọc sách 10 năm. Nào! Ta mời ngươi một chén. Người trung niên dơ cao chén rượu. Đỗ Hà cũng nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Người trung niên cũng không nói thêm quốc sự, chỉ luận gió trăng. Hai người một ngụm một ly, uống rất tận hứng. Không biết hữu ý hay vô tình, hai người lại có ý đấu rượu tiểu tử, được đấy. Người trung niên cũng có chút gắn gượng, đã có tới hai cân rượu trong bụng. Đỗ Hà ung dung cười, nói. Bình thường không uống rượu, bởi vì một khi ta uống rượu thì coi như người khác phải nằm một chỗ để khiêng về. Khiêu khích, điều này hiển nhiên là trắng trợn khiêu khích. Trong mắt người trung niên sẽ qua một tia điện mang, Đỗ Hà cũng nheo mắt. Hồ vệ bên cạnh dùng sức dụi mắt, tự hồ hắn thấy được trong mắt hai người sinh ra một dòng điện cường đại tác dụng lẫn nhau, tuy nhiên hắn lại không biết điện là thứ gì. Hai người đang hứng khởi giao phong thì bên tai chợt nghe thấy tiếng huyên náo, không hẹn cùng đồng thời nhìn lại. Người trung niên cao mày. Là một đám người đang ẩu đã trên đường cái. Nói đúng là hơn 10 người vây công một người. Người bị vây công là La Thông. Lúc hai người thấy rõ tướng mạo đối phương lại không hẹn cùng kêu một tiếng là La Thông. Hai người nhìn nhau, đều vẻ lo âu. La Thông võ nghệ cao cường, nhưng hơn 10 người kia cũng không phải soàn xỉn, xem tình hình La Thông đã lâm vào cảnh nguy ngập. Coi chừng. Đỗ Hà Chợt phát hiện sau lưng La Thông có một tên đang lâm lâm dao găm đâm vào hậu tâm hắn. Mắt thấy sắp đâm trúng, một vật từ trên trời giáng xuống đầu tên đánh lén khiến hắn ngất xỉu. Đỗ Hà nhẹ nhàng thở ra, Thủ pháp ám khí của sở Lưu Hương cũng là thiên hạ nhất tuyệt, Đỗ Hà với tư cách đồ đệ của hắn nên thủ pháp cũng không kém. Người trung niên vội vàng ra lệnh cho hộ vệ bên cạnh đến hỗ trợ. Đỗ Hà lại đi trước một bước, hắn trực tiếp từ độ cao hơn 10 mét của cửa sổ lầu 4 nhảy xuống. Chương 22 Trậm kháng hảo giá tiểu tử Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Đất đai thời cổ rộng rãi nên kết cấu phòng ốc tương đối lớn một tầng lầu cao tới hơn một trượng nên từ lầu 4 tới mặt đất cao tới chừng 12 mét. Đỗ Hà từ cửa sổ nhảy xuống, dọa cho người trung niên cùng hộ vệ đứng ngay ra. Bọn họ đều có võ nghệ cao cường, một người còn là đại nhân vật từng trải qua vô số đại trường diện nhưng thấy tình huống như thế vẫn sửng sốt. Biết rõ nóng vội cứu người nhưng cứu người cũng không phải cứu như vậy chứ. Người trung niên nhào tới cửa sổ nhìn xuống, càng thêm kinh hãi. Đỗ Hà từ trên cao nhảy xuống, theo lẽ thường thì không vỡ đầu chết tại chỗ cũng là gãy tay gãy chân. Nhưng tốc độ hạ xuống của hắn lại không nhanh chóng như tưởng tượng mà lại bồng bềnh như một tờ giấy hay chiếc lá cây bay xuống, đến khi ngang với mái nhà lầu một thì tốc độ đột nhiên lại tăng lên. Kinh công của Đỗ Hà ở thời điểm đỉnh phong cũng đồng dạng như sở lưu hương, có thể nhảy lên cao bảy trượng, chỉ là hiện giờ mới luyện qua được hai tháng, dĩ nhiên không bằng lúc trước. Đỗ Hà gặp chuyện không sợ hãi, thông dông dùng bả vai dân chúng vây xem làm bàn đạp giảm lực rơi phóng qua bức tường người gia nhập vòng chiến đỗ hà lăng không mà lên hai chân đá ra liên tiếp đánh ngã hai gã đánh lén sau lưng la thông chân trái vừa mới rơi xuống đất chân phải thuận thế quét qua vững vàng đứng giữa sau lưng la thông lại bức lui hai người đồng thời cười nói coi như không tội la thông được chi viện tinh thần lại phấn chấn gương mặt lạnh lùng nở nụ cười khó thấy gật đầu nói coi như cũng được không chết được chỉ là trúng phải ám toán nên chân bị thương rồi đỗ hà giật mình vốn đầu tiên hắn đã cảm giác kỳ quái la thông võ nghệ cực cao sao lại đơn giản lâm vào khổ chiến la thông nói như vậy lập tức sáng tỏ ấn tượng sâu nhất mà la thông để lại cho đỗ hà là đôi chân mau lẹ như viên đạn nhưng một chân bị thương thì cũng hết cách đây cũng là chỗ nhược lớn nhất của người tinh thông cướp pháp nếu chỉ là bị thương một cánh tay tối thiểu còn có một nhưng bị thương một chân chẳng khác nào không có chân rồi dù sao mọi người cần một chân đến chống đỡ thân thể của mình cước lực la thông rất mạnh thối pháp cũng cực kỳ cao minh đã mất đi hai chân tự như lão hổ mất đi răng nhọn bản sự dĩ nhiên không như lúc trước cẩn thận chút đỗ hà vừa nói vừa công kích võ công của thiết huyết đại kỳ môn vốn đi theo con đường cương mãnh xuất thủ đại khai đại hợp cộng thêm đỗ hà uy phong lẩm lẩm từ khiến hắn lúc này tràn đầy khí thế đám người tập kích la thông vốn là nhận tiền của người khác lại thấy có thấy có người chặn ngang một tay người tới lại càng khó giải quyết hơn thì cũng không khỏi khiếp đảm manh nha ý tháo chạy muốn đi không có dễ dàng như vậy đỗ hà phát hiện ra ý định của bọn chúng ra tay càng ngoan độc trong nháy mắt đã đánh bại tám tên nếu đám người này toàn lực đỗ hà muốn dùng ít địch nhiều cũng không dễ dàng nhưng hiện giờ đã sinh ra ý khiếp sợ nên cả bọn ra tay dĩ nhiên chịu ảnh hưởng đỗ hà thân mang sở trường của sở lưu hương võ công dùng nhẹ nhàng làm chủ tình hình như vậy lại càng khiến hắn như hổ nhập bầy dê chỉ qua ba chiêu hai chiêu đã đánh cho địch nhân nằm la liệt trên mặt đất cuối cùng chỉ còn lại một tên đã lủi vào đám người xung quanh đỗ hà cười hắc hắc thân hình chợt lóe lên khiến mọi người chỉ thấy được bóng lưng vượt qua khoảng cách trăm mét chỉ trong vòng mười nhịp thở lấy tên kia vung tay ném đến trước mặt La Thông. Nói, là ai sai sự các ngươi làm? Đỗ Hà một cước dẫm vào ngực tên kia. Người nọ vốn không định nói nhưng chỉ qua một khắc thì sắc mặt đã nghẹn đi đỏ thẫm, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, ánh mắt lộ ra vẻ cầu khẩn. Một cước này của Đỗ Hà chẹn cứng lấy giữa ngực hắn, đúng vào chỗ thông với phổi, chẳng những có thể làm cho đối phương không cách nào nhúc nhích, còn có thể đóng chặt hô hấp khiến hắn nghẹt thở, đương nhiên cũng không cách nào nói chuyện một người không cách nào hô hấp không cách nào mở miệng chậm rãi nín thở đợi chết cảm giác cực kỳ kinh khủng không biết chúng ta chỉ là lấy người tiền tài cũng không biết ai là người chủ sự thật sự hắn co quát, há lớn miệng thở phì phò vẻ mặt cầu khẩn hiển nhiên là sợ đỗ hà lại cho hắn nếm thêm lần nữa tư vị vừa rồi xem ra ngươi đắc tội một nhân vật khó lường rồi đỗ hà mỉm cười nói đại đường trị an cực kỳ nghiêm cẩn từ lúc phát sinh chuyện đến giờ cũng qua một lúc nhưng ngay cả một quân tốt gìn giữ trị an cũng không xuất hiện bên trong chắc chắn có ẩn tình la thông cũng khẽ gật đầu không những là nhân vật khó lường mà còn là người rất biết ta đối phương ngay từ đầu đã nhắm vào chân của hắn chứng tỏ rất biết sự lợi hại của đôi chân nên khiến cho hắn không cách nào sử dụng đi thôi đỗ hà vỗ vai la thông ngẩng lên lầu bốn hô lớn đại thúc, rượu lần sau lại uống, chuyện sau này giao cho ngươi rồi, xem ra trị an đại đường ta cũng vậy thôi. Người trung niên nghe xong lời của Đỗ Hà thì cặp mắt lại lóe lên sắc bén. Lời của Đỗ Hà như một thanh cương đau đâm vào ngực hắn khiến hắn đặc biệt khó chịu. Bệ hạ, Đỗ Nhị Lan thật cùng vọng, lại dám khiêu khích bệ hạ như thế. Hồ vệ có chút tức giận bất bình. Người trung niên không phải ai khác, chính là hoàng đế đại đường Lý Thế Dân lâu lắm mới được nửa ngày nhàn rỗi lý thế dân giả trang ra ngoài vi hành không ngờ lại gặp được đỗ hà ở quán rượu lý thế dân từng gặp qua đỗ hà một lần có chút ấn tượng vì vậy bảo hắn tới để thỉnh giáo về thư pháp không ngờ qua một hồi trò chuyện lại không thể vãn hồi nếu không có chuyện của la thông thì hai người bọn họ có lẽ đã ngươi chết ta sống lý thế dân điềm nhiên nói ta không bực mình với hắn mà không thể nghĩ là tại đại đường ta sẽ phát sinh chuyện này trẫm thật muốn biết đến tột cùng là ai lớn gan như thế cố tình làm bậy sai khiến người gây loạn trước mặt mọi người còn chưa nói tự tiện điều động quân tốt tuần thành quốc hồng điều tra xem à ai điều động quân tốt tuần thành lý thế dân nói xong đột nhiên lại cười ha hả đầy vẻ sảng khoái hôm nay trẫm cũng thật sự cao hứng trẫm lại tìm được một người mới cho đại đường ta đỗ hà không thẹn là con của đỗ tể tướng quả nhiên là hổ phụ hổ tử Lý Thế Dân nói xong, có chút hoa tay múa chân vui sướng. Đái đao thì vệ Lý Quốc Hồng mà Lý Thế Dân tín nhiệm nhất nhất miệng, thật sự nhìn không ra đổ hà có gì. Lý Thế Dân nhìn thấy, híp mắt nói. Quốc Hồng à, ngươi cho rằng này Đỗ hà còn không nhìn ra thân phận của trẫm. Có lẽ, hắn ngay từ đầu cũng không thể khẳng định trẫm là đương kim hoàng đế nhưng sau khi hắn nói trẫm thiển cận thì tất nhiên đã biết, chỉ là hắn một mực giả bộ như không biết mà thôi lý quốc hồng lộ vẻ hoài nghi đã biết rõ người ngồi trước mặt là hoàng đế đại đường lại còn dám nói ngài thiển cận lý thế dân hưng phấn nói thứ trẩm muốn không phải là một thần tử ngoan ngoãn mà là thần tử trung chính lời của đỗ hà không dễ nghe nhưng đều là châu ngọc không chỉ là trẩm cả triều văn võ đều có chút thiển cận rồi như đỗ hà nói đại đường ta quá mức cường thịnh cho nên căn bản không quan tâm một ít kỹ thuật lưu truyền cho dù bọn họ học được kỹ thuật, binh khí đồng dạng sắc thì cũng không phải là đối thủ. Cho nên cả triều văn võ đối với sự thẩm thấu kỹ thuật này, thậm chí áp dụng cũng coi thường. Đỗ Hà Niên kỹ tuy nhỏ nhưng lại hiểu rõ. Hắn góp lời với trẫm, nói ra chỗ thiếu khuyết lớn nhất trong giao lưu với dị tộc. Đỗ gia tiểu tử này nhìn như hồ ngôn loạn ngữ, kỳ thực đại trí giả ngu. Chờ xem đi, tiểu tử này nhất định sẽ cùng phụ thân hắn đồng dạng, trở thành người đặt nền móng kiên cố cho vương triều đại đường, trẫm coi được tiểu tử này. Chương 23 Giữ Mỹ hữu ước Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Thời gian như mũi tên, bất giác Đỗ Hà đã tới đại đường hơn 4 tháng. Trải qua mấy tháng, Đỗ Hà đã thực sự hòa nhập vào thời đại này. Bản thân hắn đã tự thấy mình như một người cổ đại, bất luận giọng điệu hay động tác đều như một khung với bọn họ, chỉ là sâu từ đáy lòng hắn vẫn cất giữ vài bí mật không muốn để cho người khác biết. Từ sau lần nói chuyện với người thần bí kia, công việc của Đỗ Như hối thoáng cái đã nhiều hơn, đi sớm về trễ nhưng trên mặt lại tươi cười khó tả, tự hồ đã có được sinh lực mới. Đỗ Hà không để ý đến nhiều như vậy, dù sao hắn còn chưa làm quan, chuyện quốc gia đại sự chưa có bao nhiêu quan hệ tới hắn. Huống chi hiện tại thiên hạ Thái Bình, căn bản không tới phiên một mau đầu tiểu tử như hắn đến chen vào một chân trải qua hai tháng ở chung tình hữu nghị giữa đỗ hà và la thông càng tiến một bước sau khi xảy ra chuyện kia thì thường luận bàn võ nghệ cơ hồ trở thành hảo hữu tri kỷ hết thảy đều trôi qua bình lặng chỉ là mỗi ngày đều không thể thiếu chuyện đùa giỡn với hai tiểu nha đầu lý tuyết nhạn cùng linh lung cùng các nàng đấu võ mồm về phần trường nhạc công chúa quan hệ của đỗ hà với nàng cũng có điểm cải thiện nhưng thủy chung vẫn tồn tại một khe hở một khe hở không nhìn thấy được đỗ hà cũng không sao dù sao hắn không liên quan đến quan hệ giữa trường nhạc công chúa và Đỗ Hà Nguyên Bản, nhưng trường nhạc công chúa lại thủy chung khó có thể tiêu tan. Không khí trong học đường hôm nay khác hẳn vẻ nặng nề ngày trước, tràn đầy náo nhiệt. Bởi vì hôm nay là ngày học cuối cùng, cũng như lúc chuẩn bị nghỉ hè của đời sau, chỉ khác không giống tháng mà thôi. Hoàng văn quán với tư cách học phủ cao nhất của đại đường, dĩ nhiên có quy củ riêng. Đệ tử vào đây nhập học cứ 10 ngày lại có một ngày nghỉ ngơi, hàng năm có ba lần nghỉ dài bao gồm tháng 5, tháng 9 và dịp cuối năm nghỉ Tết. Ngày mai đúng là ngày mùng 1 tháng 5, hôm nay bọn họ đến trường cũng không phải để học mà chờ xem vận mệnh hàng năm. Đồng dạng như đời sau, trước mỗi lần nghỉ dài hạn đều có kỳ thi lớn, sau đó căn cứ đáp đề cho điểm. Tại đây không có bản điểm chung, chỉ là đánh giá lý giải qua 100 đầu kinh văn, trả lời 80% được ưu, đối với 60% cho qua còn dưới 50% coi như rớt người bị rất dĩ nhiên sẽ gặp bi kịch coi như tuyên cáo với việc nghỉ dài hạn mà phải đi học bù cho nên có người vui mừng có người buồn nhưng phần lớn đều có thái độ lạc quan dù sao nơi này là học phủ cao nhất của đại đường học sinh trong này có ai không xuất thân danh môn nếp học có căn bản việc lý giải vài điển tích cổ khó có thể làm khó được bọn họ nếu đỗ hà còn là đỗ hà của trước kia chắc sẽ xem cuộc thi này như đại hồng thủy nhưng hôm nay đỗ hà lại là cao tài sinh của đại học nhất lưu chủ về văn khoa nên mấy danh ngôn trong thượng thư và lễ ký khó có thể uy hiếp hắn như hắn sở liệu thành tích cuối cùng của đỗ hà là ưu nhưng lại còn thêm câu nhận xét của khổng lão đâu tiên sinh tiến bộ thật lớn đáng để mọi người học tập mấy câu này đúng là có chút lộn xộn khiến phần lớn mọi người bên dưới ông bụng cười thầm từ sau khi đỗ hà dạy lão đỗ thể tự thì bất kể là lu cờ nào khổng lão đầu nhắc tới đỗ hà đều dùng hai chữ tiên sinh thay thế nghiễm nhiên là một học sinh tôn sư trọng đạo càng buồn cười hơn là vào lúc này đỗ hà lại đang tình tứ với lý tuyết nhạn vừa khéo để khổng lão đầu bắt được khổng lão đầu nhi vốn đang cung kính kêu một tiếng tiên sinh nhưng sau đó chuyển giọng răng dậy một hồi rất khôi hài cái này có tiến bộ tự nhiên cũng có phê bình đấy thật bất ngờ Lần này người mà Khổng lão đầu phê bình lại là Trưởng Tôn Trùng. Trưởng Tôn Trùng trong lần thi này chỉ gần đạt mức trung bình. Cần biết Trưởng Tôn Trùng năm nay 18, đáng lẽ sớm đã vào triều làm quan nhưng hắn chưa đi, ý định trong đó dĩ nhiên là ở chùa Ăn Lộc Phật, chỉ vì trường nhạc công chúa mà như thế. Hắn học tập trong Hoàng Văn Quán đã 4 năm, mỗi lần thi đều đạt loại ưu, hôm nay lại chỉ đạt mức trung bình thực khiến người ta rất kính, dù là Đỗ Hà cũng cảm thấy bất ngờ từ sau khi bị hắn đập miếng ngọc bội trưởng tôn trùng mỗi lần gặp đều gườm gườm nguyên tưởng rằng sẽ tìm cách đối phó nhưng không ngờ vẫn không hề có đồng tĩnh nhất là hai tháng gần đây trưởng tôn trùng như đã thay đổi thành một người khác có chút đần độn không biết đã xảy ra chuyện gì ngược lại thời gian này đỗ hà lại rất thoải mái này bên cạnh chợt truyền đến tiếng thì thầm đỗ hà không để ý này này đối phương gọi thêm hai tiếng. Tiểu cậu ở đâu ra vậy? Đỗ Hà nhìn quanh một hồi mới hạ giọng. Người mới là tiểu cậu. Lý Tuyết Nhạn quả nhiên là không có cách nào đấu được Đỗ Hà, mỗi lần đấu võ mồm, thu cơ hồ đều là nàng, bất quá nàng vẫn vui vẻ, khi thắng khi bại lại khi bại khi thắng. Chỉ là hôm nay nàng có chuyện quan trọng thương lượng nên không có hứng thú đấu võ mồm. Được rồi, ta có chính sự. Đỗ Hà lúc này mới quay đầu lại cười nói. Ta tên Đỗ Hà, ngươi có thể gọi ta là Thanh Liên, cũng có thể bảo ta Đỗ Hà, hoặc là Đỗ Nhị Lan. Đương nhiên nếu như ngươi thích cũng có thể gọi ta Lão Công cũng được nhưng không cho phép gọi này. Lão Công, có ý tứ gì? Lý Tuyết Nhãn nhíu mày, Lão Công một từ tương truyền là xuất hiện từ đường triều, bất quá sơ đường còn chưa có. Đỗ Hà đảo mắt, cười hì hì nói. Là nhũ danh, không phải ai cũng có nhũ danh sao? ví dụ như Tào Tháo, nhũ danh của hắn kêu A Mang. Nhũ danh của ta đã kêu lão công, dù hơi là một chút nhưng là do cha ta đặt. Ta còn chưa làm quan, gọi nhũ danh cho thân thiết, nếu không chê cứ gọi. Ai thân với ngươi? Lý tuyết nhạn nguyết dài nhưng trong miệng lại hô. Lão công. Ai? Đỗ Hà vui sướng hài lòng lên tiếng. Có chuyện gì? Lão bà. Đương nhiên hai tiếng này hẳn chỉ nói thầm, bằng không với sự thông minh của Lý Tuyết Nhạn thì dù không biết ý tứ chân chính của hai từ lão công nhưng tuyệt đối sẽ không kêu lại. Qua mấy ngày nữa ta phải trở về Linh Châu, trước khi đi ta muốn mua cho cha một ít lễ vật. Ách, có thể đi theo ta không? Lý Tuyết Nhạn thẹn thùng nói nhỏ. Đỗ Hà trợn tròn mắt, thầm nghĩ. Chẳng lẽ đây là hẹn hò? Ngươi, ngươi đừng hiểu sai, chỉ là gần đây trường an tương đối loạn, võ công của ngươi cao cường, đề phòng vạn nhất mà thôi. Lý Tuyết Nhạn cố gắng trấn định nói. Nhìn gương mặt xinh đẹp của Lý Tuyết Nhạn, Đỗ Hà nói thầm. Trị an trường an loạn, hù ai đó. Nguyên lai là muốn ta làm hộ hoa sứ giả. Đi, Tuyết Nhạn cô nương đã tự mình mời, Đỗ Hà ta sẽ liều mình cùng mỹ nhân, đừng nói là dạo phố, coi như là lên núi đao xuống vạt dầu ta cũng đi cùng ngươi bên trong đỗ hà cũng giữ lại tính phong lưu của sở lưu hương, thực khó cự tuyệt lời mời của tiểu mỹ nhân. Ai muốn ngươi lên núi đao xuống vạt dầu, chỉ là mua vài món đồ mà thôi. Dù nàng nói như thế nhưng đáy lòng lại vui sướng, nhìn thấy trường nhạc công chúa phía trước đang giỏng tai nghe ngóng thì trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Chương 24 Cường sắm hoàng cung Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Trước lúc nghỉ, khổng lão đầu lại bắt đầu cho mọi người quán thâu tư tưởng giáo dục, nói rất nhiều về các danh nhân danh sự cổ đại, hết tổ địch nghe tiếng gà thức dậy múa kiếm đến tô tầng treo cổ tự tử, ý định là để bọn họ đừng lãng phí thời gian nghỉ ngơi quý giá mà phải luôn ra sức học tập. Khổng lão đầu không thẹn là đệ nhất đại nho của đại đường, một khi nói lên thì quỷ thần cũng khó ngăn, một bài diễn thuyết thâm ảo khó hiểu thao thao bất tuyệt trọn vẹn gần một canh giờ mới thôi. Đỗ Hà ngồi gà gật, chỉ thiếu không thở khò kho. kho vào lúc đỗ hà gắn gượng tập trung lại chợt nghe một tiếng ực ực ở phía trước rồi trường nhạc công chúa không hiểu sao ngã lăn ra đất đỗ hà vội đứng lên bình tĩnh tiến đến quan sát thấy trường nhạc công chúa hai mắt trắng giả cứng đơ như mắt cá chết cái miệng nhỏ nhắn há to thở khò khe dê ngực phập phồng có cảm giác không thở ra không tốt rồi bệnh khó thở của công chúa tái phát lý tuyết nhàn thất kinh kêu lên đỗ hà hơi biến sắc Nhớ lại trường Tôn Hoàng Hậu cùng trường Nhạc Công Chúa trong lịch sử đều có bệnh khó thở, mất sớm vì bệnh này. Đời sau còn gọi bệnh này là bệnh hen, dù y học phát triển cũng là một trong tứ chứng nan y, huống chi là trong thời cổ đại. Chuyện xảy ra đột ngột khiến tất cả nhốn nháo. Trường Nhạc Công Chúa là thân kim chi ngọc diệp, con gái yêu nhất của Lý Thế Dân và trưởng Tôn Hoàng Hậu. Nếu nàng có chuyện gì ngoài ý muốn chắc chắn sẽ khiến cho Thánh Nhan giận dữ, dính vào đó chắc chắn sẽ không hay, vì thế ngoài việc nhốn nháo thì bọn họ đều không có ý định bàn quan. Biểu mùi, biểu mùi. Trưởng Tôn Trùng cũng có cảm tình thật sự với trường nhạc công chúa, vào lúc mọi người đang chỉ trỏ thì chỉ có hắn vọc lên. Cúc ngay. Đổ Hà một tay đẩy trưởng Tôn Trùng ra, đồng thời sốc trường nhạc công chúa để thân thể nàng hơi nghiêng về phía trước, dựa vào tay mình để nàng có thể hít thở khí trong lành. Mau gọi Thái Y, mau gọi Thái Y. Đỗ Hà quát lớn với một đám người đang lúng cuốn. Đỗ Hà vào đời trước cũng đã gặp tình huống mẹ qua đời vì bệnh này nên hiểu rõ cách xử lý. Không thể không nói, giáo dục cổ đại thật sự không chú trọng thực tế cá nhân. Một khi gặp chuyện thì cả đám đều lúng cuốn tay chân, chỉ có mấy người có thể bảo trì trấn định. Khổng Dĩnh Đạt và La Thông là hai trong số đó. Bất quá khổng lão đầu tuổi tác đã cao, hữu tâm vô lực, chỉ có La Thông chạy ra khỏi học đường thời gian từng phút từng giây trôi qua bệnh tình của trường nhạc công chúa lần này bộc phát rất mạnh mẽ mặc dù đỗ hà đã áp dụng biện pháp khoa học nhưng hiệu quả vẫn cực kỳ nhỏ đỗ hà ông trường nhạc công chúa cảm giác hơi thở của giai nhân trong ngực càng lúc càng dồn dập ngực phập phồng cũng càng lúc càng lớn điều này hiển nhiên là do thở không nổi cực cần dưỡng khí nếu tiếp diễn thì nạn sẽ khó thở mà tử vong làm sao bây giờ làm sao bây giờ Lý Tuyết Nhạn bên cạnh lo lắng đến bật khóc. Đỗ Hà cũng có chút tâm loạn như ma, thấy ngự y còn chưa chạy đến, kêu lên. Làm sao còn chưa tới, Thái Y Thự ở đâu? Khổng dĩnh Đạt nói. Thái Y Thự thuộc về Thái Thường Tự, ở phía đông Hoàng Cung. Đỗ Hà khẩn trương. Vậy sao kịp? Chỗ Hoàng Văn Quán thuộc về chỗ dạy học, là một trong những chỗ tối trọng yếu của đường triều nên nằm vào sâu trong Hoàng Cung, gần sát chỗ bên thượng thư và trung thư và chỗ cung điện xử lý công việc của Lý Thế Dân. Từ nơi này ra hoàng cung cần một khoảng thời gian, chờ khi ngự y chạy đến sợ là hoa cúc đã tan. Nhìn trường nhạc công chúa đã dần duy trì không được, Đỗ Hà quyết định thật nhanh, quát khẽ. Cũng không cần nghĩ nhiều, đánh bạc một đánh bạc vậy. Hắn ông siết lấy trường nhạc công chúa, vận khởi khinh công, nhanh như điện chớp lao ra khỏi học đường. Hoàng văn quán nằm sâu trong cung thái cực, thủ vệ cực kỳ thâm nghiêm. Đỗ Hà Ông một người vội vàng hấp tấp lao ra hoàng văn quán, vừa tới cửa đã khiến cấm quân tuần tra chú ý, dừng lại, người đến người phương nào. Một đội cấm quân 10 người ngăn trước Đỗ Hà. Nếu Đỗ Hà dừng lại, đưa ra lệnh bài của mình, nói rõ nguyên do, tự nhiên không việc gì, dù sao Đỗ Hà có phụ thân là tể tướng. Chỉ là giờ này khắc này trì hoãn nhiều hơn một phần, trường nhạc công chúa sẽ hơn một phần nguy hiểm đỗ hà sao có thể dừng lại nói xong mấy câu này thân thể như gió vút qua bên cạnh cấm quân đại đường là quân sĩ dũng mãnh thiện chiến đệ nhất thiên hạ đối mặt với hành vi như vậy của đỗ hà lập tức gõ vang cảnh báo đuổi theo gắt gao đỗ hà triển khai toàn lực khinh công tựa như một làn gió nhẹ chỉ chuyển thân mấy lượt đã biến mất trong góc của hoàng cung chưa hết thời gian uống xong một chén trà đỗ hà đã xẹt qua bên cạnh la thông La Thông dù chạy nhanh nhưng so với một thân khinh công kinh thế hải tục của Đỗ Hà còn kém xa. Huống chi chạy như thế nên mỗi lần gặp cấm quân hắn đều phải dừng lại để xuất hành lệnh bài để giải thích, mới có thể thông qua, dĩ nhiên chậm hơn Đỗ Hà rất nhiều. La Thông vừa kịp phản ứng đã phát hiện Đỗ Hà cách hắn trước trăm mét. Quá nhanh, tốc độ của Đỗ Hà thực khiến cho lòng người kinh động. Hoàng cung đại đường cách ba bước có một người, nằm bước một trạm canh gác. Cấm quân muốn ngăn cản Đỗ Hà nhiều vô số nhưng đối mặt với khinh công toàn lực của Đỗ Hà thì bọn họ chỉ có thể hò hét sau lưng, căn bản vô lực ngăn trở. Đi vào cửa Vĩnh Yên, Cấm quân ở đó đã sớm được báo động nên triển khai sẵn sàng thế trận đón địch. Đỗ Hà gọi quát một tiếng: "Nhân mạng quan trọng, tránh ra cho ta." Hắn nhảy lên 2m, đạp qua đầu Cấm quân xông qua. Lần này quả thật động trời dù cho hoành hoành trong cung thì tối đa cấm quân chỉ bắt lại tra hỏi nguyên do rồi xử trí nhưng cưỡng ép xông qua cửa cung tự tiện xông vào yếu địa quân sự là đại tội nếu như tình tiết nghiêm trọng thủ binh có quyền hô quân đánh chết đỗ hà chạy gấp trong cung cũng không phải lỗi lớn nhưng tự tiện xông vào cửa cung lại là tử tội nhân mạng quan trọng hôm nay đỗ hà một lòng chỉ muốn cứu trường nhạc công chúa không có thời gian nghỉ nhiều đỗ hà vừa xông vào cung lập tức bị coi là một nhân vật khả nghi chuông cảnh báo lại vang lên cấm quân trong hoàng cung bắt đầu toàn diện xuất kích triển khai vòng vây trùng trùng điệp điệp chịu đựng chịu đựng đỗ hà thấy hơi thở trường nhạc công chúa trong ngực càng ngày càng kém thì lên tiếng dỗ dành lúc này xuất hiện trước mặt đỗ hà là trên trăm tên cấm vệ mỗi người đều cầm trường thương chắn lối đỗ hà cắn răng xông tới tới song phương tới gần ba bước trăm tên cấm vệ đồng thời đâm ra trường thương, khí thế như triều dân, nếu trúng chiêu chắc chắn phải chết. Đỗ Hà Đề khí nhảy lên, nhanh chóng tránh được một kích trí mạng, dẫm lên vách tường như trên đất bằng vọt qua. Chỉ cần tụt lại sau lưng Đỗ Hà, dù là ngàn vạn binh mã cũng không thể làm gì được hắn. Chương 25 Cáo nhĩ phỉ bán Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Đỗ Hà một hơi xông qua vòng vây gần ngàn người, trực tiếp vọt tới cổng chính hoàng cung, chỉ cần ra khỏi là có thể tới Thái Thường trong khoảnh khắc. Vào lúc Đỗ Hà đến được cổng chính Chu Tước thì cổng chính đã đóng kín, hai nghìn cấm quân đột nhiên từ bốn phía lao ra vây kín, trên cổng thành còn có mấy trăm tên cung tiễn thủ đang lâm lâm dương cung chỉ vào. Hoàng cung dù sao cũng là hoàng cung, nếu Đỗ Hà còn ở trạng thái đỉnh phong ở đời sau thì xuyên qua cũng chỉ là tiện tay, nhưng với lực lượng hiện giờ của hắn có thể đến được đây đã là không dễ ta chính là Đỗ Hà, con trai của Đỗ Tể Tướng, trường nhạc công chúa tái phát bệnh khó thở, mệnh chỉ còn sớm tối, bất đắc dĩ mới mạo mùi sông cung, mở cửa thành. Đỗ Hà hô lên, cũng không biết có hiệu quả hay không. Đang lúc hắn lo nghĩ thì một hồi trống vang lên, cửa cung mở rộng, ngàn tên quân tốt không nói một câu, chủ động nhượng đường. Đỗ Hà vui mừng quá đổi, chạy gấp một mạch, cũng không cần thông báo vọt vào thái thương tự hắn cũng không biết thái y thự nằm chỗ nào trong thái thường tự nhưng lại may mắn phát hiện một đám học sinh mặc đồ đại phu từ bên trái đình viện đi tới. Đỗ Hà nhớ lại ghi chép trong sử thời tùy đường về thái y thự. Thái y thự thời đường bao gồm bốn bộ phận là hành chính, dạy học, chữa bệnh, dược công, cơ cấu tương đương một đại học y khoa hiện đại. Thái y thự trực thuộc hoàng gia, có hai thái y, là quan viên cao nhất ở đây, tương đương với chức vụ hiệu trưởng của viện y học hiện đại, thiết lập thêm hai thái y thừa làm trợ thủ. Thủ hạ của thái y thừa có bốn y giám, tám y chính, đều là trưởng quanh hành chính của thái y thự. Hơn 300 người còn lại đều là đệ tử của thái y thự. Đỗ Hà theo hướng đệ tử đi ra chạy tới, quả nhiên tìm được thái y lệnh. Thái y lệnh thấy trường nhạc công chúa ở trong ngực Đỗ Hà lập tức biến sắc, vội vàng bảo hắn để nàng xuống, thuần thuộc chữa trị xem ra hắn không phải lần đầu trị bệnh cho trường nhạc công chúa nên rất hiểu rõ đỗ hà rốt cuộc cũng thả lỏng chân mềm nhũng ngồi bệt xuống đất lúc này mới phát hiện nội lực trong cơ thể đã tổn hao sạch sẽ cái này cũng khó trách khoảng cách từ hoàng văn quán đến thái y thự không dưới hai dặm đỗ hà chạy một mạch như bay trên đường còn phải đối phó cấm quân ngăn chặn nội lực vốn không nhiều lắm sớm đã tiêu hao sạch sẽ nếu đỗ hà không có lực ý chí kiên định Thân mang ngũ khí triều nguyên ảo diệu, lại không có kỹ thuật thở bằng da để duy trì nội lực có thể sinh sôi không ngừng thì sớm đã không duy trì. Lúc này đạt được mục đích, các loại cảm giác mệt mỏi theo nhau mà đến, hiện giờ thậm chí hắn muốn động một ngón tay cũng không thể. Thái y lệnh bảo y chính khiêng Đỗ Hà ra ngoài nghỉ ngơi. Tỉnh tọa hồi lâu, Đỗ Hà mới thoáng hồi khí trở lại. Đúng lúc này, tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Người trung niên từng nói chuyện phím với Đỗ Hạ trong tử quán đang long hành hổ bộ bước vào, sau lưng vẫn là tên hộ vệ lần trước. Bất quá lúc này hắn một thân long bào màu vàng, đầu đội vương miệng, phối hợp với khí thế đế vương càng lộ vẻ uy vũ. Đỗ Hạ bái kiến hoàng thượng. Lần thứ nhất là do Lý Thế Dân xuất tuần, Đỗ Hạ có thể cho rằng không nhận ra thân phận nên không e dè, lúc này không thể không bái, trong lòng khinh bỉ xã hội phong kiến rườm rà này. Bình thân Lý Thế Dân phất tay bảo Đỗ Hà đứng lên. Trường nhạc, con ta thế nào rồi? Lý Thế Dân lộ vẻ lo lắng, hơi thở cũng lộ vẻ khẩn trương, hiển nhiên là nhận được tin tức, vội vội vàng vàng chạy đến. Không biết. Thái y lệnh đang trị liệu cho công chúa. Đỗ Hà nói xong, lại nghe tiếng bước chân lao sao phía sau, ngoảnh lại nhìn thấy một đoàn người đang vội vàng chạy đến, cầm đầu vẫn là phòng huyền linh cùng cha của hắn là Đỗ Như Hối những người khác không nhận ra nhưng đều mặc triều phục xem ra đều là quan lớn ngoài tứ phẩm không khó tưởng tượng lý thế dân đang cùng với chư vị đại thần thương nghị quốc sự thì nhận được tin dữ nên bỏ hết việc chạy đến đại thần trong triều cũng theo sau để xem chờ giây lát thái y lệnh ra ngoài thấy một nhóm lớn đại nhân vật liền vội vàng hành lễ lý thế dân tiến lên một bước bảo hắn dậy hỏi không cần đa lễ trường nhạc thế nào rồi Thái y lệnh thở một hơi thật dài. Nguy hiểm thật, Trường nhạc công chúa lần này tái phát bệnh nghiêm trọng hơn trước kia gấp trăm lần, một cái sơ sẩy. Cũng may có đổ công tử đưa tới kịp thời, bằng không thì hiện tại Trường nhạc công chúa đã ổn định lại, còn đang nghỉ ngơi. Thái y lệnh nói có hai chỗ ngập ngừng nhưng trong trường có ai không phải là nhân vật tâm tư không cao minh nên đều đoán được ý lý thế dân cũng bình tĩnh lại. Vất vả cho ngươi rồi, chậm với tư cách phụ thân thật không biết như thế nào cảm tạ ngươi mới tốt. Lý Thế Dân nhiệt tình cầm tay Đỗ Hà, vẻ mặt kích động. Đỗ Hà có chút ngoại ý muốn nhìn xem Lý Thế Dân, cái này cũng nhiệt tình quá mức đi. Hoàng thượng, Đỗ Hà tự tiện xông vào hoàng cung, phạm vào tử tội, theo lý phải bị nghiêm trị. Trong đám đại nhân đột nhiên truyền ra một câu. Một trung niên có khuôn mặt vuông vức, tuổi chừng 40 bước ra. Trên mặt Lý Thế Dân thoáng hiện vẻ tức giận, cao giọng. Ngụy Khanh Gia, nếu không là Đỗ Hà, Trường Nhạc rất có thể vì vậy mà chết. Ngụy Chinh, Đỗ Hà giật mình. Nguyên lai là con trâu bướng bỉnh này, giờ hắn hiểu rõ vì sao Lý Thế Dân lúc trước nhiệt tình như thế, đây là hắn làm bộ cho cả văn thần triều đình biết sự cảm kích, cũng không có ý định truy cứu lỗi bản thân xông vào hoàng cung, để tỉnh triều thần đừng lấy chuyện này làm cớ. Nhưng hiển nhiên cũng không có hiệu quả, con trâu bướng bỉnh Ngụy Chinh vẫn đứng ra. Đối mặt với sự tức giận của Lý Thế Dân, Ngụy Chinh mặt không đổi sắc nói. Đây là gia thế của Hoàng thượng, vi thần không xen vào, cũng không có quyền quản, nhưng Đỗ Hà xúc phạm chính là quốc pháp, pháp bất dung tình. Mặc kệ có đạo lý gì đều không thể cải biến sự thật là Đỗ Hà xông vào Hoàng cung. Ngụy Chinh Lý Thế Dân càng tức giận, ánh mắt cơ hồ muốn đem Ngụy Chinh nuốt vào, lời của Ngụy Chinh rõ ràng cho thấy bỏ qua sinh tử của trường nhạc công chúa, dù lý thế dân tu dưỡng tốt thế nào cũng khó có thể chịu được. Đổ như hối lộ vẻ xám xịt, phong huyền linh cũng có chút vô kế khả thi. Văn võ toàn triều, có ai không biết tính tình bướng bỉnh của Ngụy Chinh? Ngụy Chinh căn bản không nhìn lửa giận Lý Thế Dân, lạnh nhạt nói. Kính xin Hoàng thượng chớ để bởi vì công mà bỏ tư, từ khi đại đường ta lập nước đến nay chưa bao giờ phát sinh chuyện ác liệt như thế nếu như vì việc tư mà người nào cũng có thể hoành hành trong hoàng cung vậy quốc pháp ở đâu, kỷ luật đại đường ở đâu. Ngụy Chinh vẫn như trước, hùng hổ dọa người. Hừ. Đỗ Hà vốn đối với Ngụy Chinh còn có chút ấn tượng tốt, nhưng giờ phút này lại cảm thấy hắn không có như vậy. Ngụy Đại Nhân, ta hỏi ngươi. Ý nghĩa tồn tại của luật pháp là gì? Mục đích tồn tại của nó là gì? Dĩ nhiên là vì giáo hóa vạn dân, ước thúc vạn dân. Ngụy Chinh không chút nghĩ ngợi trả lời. Tốt, nói hay lắm. Ta hỏi lại ngươi, một người thấy một người khác sắp chết ở trước mặt của mình, hắn có hai lựa chọn, một, nhìn xem nàng chết trước mặt, chẳng quan tâm. Hai, xuất thủ cứu giúp, nhưng như thế sẽ xúc phạm đến luật pháp. Cái này người nên cứu hay không nên cứu? Đương nhiên, Ngụy Đại Nhân lựa chọn tự nhiên là không cứu, bởi vì ngươi muốn tuân theo luật pháp, ngươi sẽ làm một tên súc sinh máu lạnh nhìn xem nàng chết dần nhìn xem một sinh mạng biến mất nhưng ngươi cũng biết nhân mạng quan trọng ý nghĩa tồn tại của luật pháp là ước thúc vạn dân là tạo phúc cho vạn dân nhưng bởi vì tuân theo luật pháp đem nhân mạng nhìn như không thấy vậy khác gì súc sinh cái này tuân thủ hay không ngươi nói cho ta biết cái này ngụy chinh cũng không biết trả lời như thế nào còn nữa ngụy đại nhân ngươi xem đây là cái gì Đỗ Hà rút ra lệnh bài của mình, cười thản nhiên. Ta là đệ tử Hoàng Văn Quán, có thể tự do xuất nhập Hoàng Văn Quán đến cửa Chu Tước. Ngụy Đại Nhân có thể tố cáo ta chạy loạn trong Hoàng Cung, cũng có thể tố cáo ta không kịp thời xuất lệnh bài để gây náo động nhưng nếu nói gì thêm ta sẽ tố cáo ngươi phỉ bán. Chương 26 Vì quốc hiệu lực, vạn tử bất hối Bạn đang nghe truyện tại mê audio.com đỗ hà rõ ràng già mồm ác lẽ phải nhưng lại không thể phủ nhận hắn nói rất có đạo lý hoàng văn quán lệ thuộc môn đệ tỉnh mà môn đệ tỉnh lại nằm bên trong hoàng cung vì tiện lợi làm việc nên mỗi một học sinh đều có lệnh bài xuất nhập hoàng cung bình thường đỗ hà đi lại trong hoàng cung cấm quân cũng rất ít hỏi đến chỉ ở cửa cung mới có thể kiểm tra theo thường lệ hôm nay xảy ra việc này cũng bởi vì đỗ hà ông theo một người lại dùng thần thái kích động chạy nhanh gấp gáp trong hoàng cung khiến cấm quân tuần tra chú ý vì vậy tiến lên đòi kiểm tra vì muốn tranh thủ thời gian nên đỗ hà lựa chọn thái độ không dừng lại trình báo nhưng nếu mỗi khi hắn gặp phải kiểm tra đều dừng lại giải thích còn trình ra lệnh bài chứng minh thân phận đỗ hà hoàn toàn có thể đi lại trong cung thông suốt cho nên không thể phủ nhận đỗ hà là học sinh hoàng văn quán quả thật có được quyền lực xuất nhập hoàng cung nói đỗ hà xông vào hoàng cung cũng là sự thật nhưng muốn nói hắn không xông vào hoàng cung điều này cũng có thể nói qua. Đương nhiên phải xem người đương quyền muốn xử lý như thế nào. Lúc này phòng huyền linh chợt đứng dậy. Hoàng thượng, Đỗ Hà nói không phải là không có lý, đương nhiên ngụy Đại Nhân nói cũng không sai. Nhưng bọn họ một người tuổi nhỏ, một người lại không ở trong phạm vi chức quyền, ý kiến đều không thể thực hiện. Nên hỏi đại lý tự cùng binh bộ, nhìn xem hành động lần này của Đỗ Hà có hình thành tội lớn xông vào hoàng cung hay không, lại nhìn xem Đỗ Hà có đồng thủ với cấm quân hay không, hay tạo thành thương vong rồi xử lý. Ân. Ừ. Lý Thế Dân nheo mắt, thản nhiên nói. Phòng ái khanh nói hữu lý. Đại lý tự khanh, trẫm hỏi ngươi, hành động lần này của Đỗ Hà có thể hình thành tội xông vào hoàng cung hay không? Hắn liếc mắt nhìn đại lý tự khanh, đôi mắt hổ bắn ra trận trận hàng ý, ý tứ uy hiếp trong mắt không nói nhưng hiển lộ thật rõ ràng. Thân hình đại lý tự khanh hơi run rẩy, cũng không phải ai ai đều như Ngụy Chinh, có thể coi thường lửa giận của hoàng đế đại đường Lý Thế Dân. Hoàng thượng minh giám, Đỗ Hà Thân là học sinh hoàng văn quán, có thể tự do xuất nhập hoàng cung, hành động lần này vẫn chưa tạo thành tội xông hoàng cung. Đại lý tự khanh trả lời làm Lý Thế Dân hài lòng, Lý Thế Dân gật đầu cười, lập tức lại nhìn vào một quan chức thần tình phấn chấn phía sau đổ như hối hầu ái khanh ngươi nói thế nào binh bộ thượng thư hầu quân tập nói việc này lý đại nhân trực tiếp tham dự bên trong hoàng thượng hãy hỏi hắn cho thỏa đáng xưa nay hầu quân tập giao hảo với ngụy chinh thậm chí ngụy chinh nhiều lần tiến cử hầu quân tập làm tướng theo lý thuyết hầu quân tập nên đứng bên phía ngụy chinh nhưng thái độ của lý thế dân đã vô cùng rõ ràng hắn không muốn đắc tội lý thế dân cũng không muốn đắc tội ngụy chinh vì vậy lui mà cầu tiếp theo rõ ràng đứng sang một bên làm người đứng xem lý thế dân tài trí mưu lược đều kiệt xuất làm sao không nhìn ra được tâm tư của hầu quân tập cảm thấy rất khó chịu chỉ đưa mắt nhìn qua anh công lý tích lý tích cười nói xông vào cung trọng điểm ở cửa cung cửa hoàng cung nằm ở giao điểm ra vào nhất định phải trải qua kiểm tra nếu không kiểm tra xem như xông vào cung đổ hà một đường chạy đến trên đường chỉ qua hai cửa cung một là vĩnh yên môn hay là chu tước môn. Chu Tước Môn là do cựu thần tự mình hạ lệnh mở ra cho bọn họ thông qua. Bên Vĩnh An Môn cựu thần cũng từng hỏi qua binh tướng thủ vệ, Đỗ Hà quả thật biểu lộ thân phận, nhưng vì tình huống của trường nhạc công chúa quá nguy cấp, Đỗ Hà có chút nóng vội nên đã xuất hiện hiểu lầm nho nhỏ. Cho nên thần nghĩ Đỗ Hà cũng có sai, nhưng còn chưa tới mức hình thành tội lớn là xông vào hoàng cung. Lý Tích lại gắn vào một lời nói dối. Lý Thế Dân phá lên cười ha ha. Ái Khanh nói có lý. Ngụy Khanh gia, ngươi còn gì để nói? Ngụy Chinh giật mình há miệng thở dốc, bất đắc dĩ nói. Thần không lời nào để nói. Lý Thế Dân thấy Ngụy Chinh á khẩu, tâm tình lại vô cùng vui sướng, xem ra vị hoàng đế đại đường này ngày thường thật bị đầu cuộc ngưu kia chọc giận không ít. Tốt lắm. Trường nhạc không việc gì, mọi người tan đi. Cũng như quần thần cùng thương nghị, mọi người hãy đi làm việc theo chức trách của mình. Về chuyện thổ phiên tùng tán kiền bố thỉnh cầu trẫm cự tuyệt, trẫm chỉ có một nữ nhi là trường nhạc, há có thể cho nàng gã đi địa phương xa xôi chịu khổ. Dạ. Chúng thần cáo lui. Cả phòng đại thần cùng nhau cáo lui, Đỗ Hà cũng ở bên trong. Đỗ Hà, ngươi lưu lại, bồi trẫm tâm sự. Lý Thế Dân như nhìn thấy lão hữu, gọi lại Đỗ Hà. Đủ loại ánh mắt kinh nghi dừng lại trên người hắn vẻ mặt đỗ hà đau khổ cuối người đáp ứng chờ khi quần thần lui ra lý thế dân cười cười nhìn đỗ hà nói như thế nào không nhận biết trẫm sao đỗ hà cười nói sao có thể chứ hoàng thượng anh minh uy phong nhân đức dày rộng tam quân kính yêu vạn dân ca tụng có thể sánh bằng nhiêu thuấn vũ thang văn võ chu khổng đỗ hà đối với ngài kính ngưỡng như hoàng hà trường giang thao thao bất tuyệt giống như tung sơn thái sơn Đỗ Hà lắc đầu lắc não, giống như đọc thuộc lòng, ca ngợi hoàng đế đại đường đứng trước mặt. Ngừng, 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 ngừng. Trên trán lý thế dân xuất hiện ba đường hắc tuyến, một hơi kêu năm chữ ngừng. Những lời này nghe người khác nói có lẽ trẫm sẽ cao hứng ba phần, nhưng từ trong miệng ngươi nói ra, trẫm lại cảm thấy cả người không được tự nhiên. Bỏ đi, ngươi cũng đừng tiếp tục nói những lời đó với trẫm, trẫm thật sự nghe không quen. Như vậy đi, Trẫm cùng cha ngươi đều cùng bối, ngươi gọi Trẫm là Lý Thúc Thúc đi. Hắn chỉ chỉ bên cạnh ý bảo Đỗ Hà ngồi xuống. Bản tính Đỗ Hà tiêu sái phóng khoáng, thật đúng là không quen mở miệng gọi hoàng thượng, ngồi xuống bên cạnh Lý Thế Dân, mở miệng cảm tạ. Giờ phút này Lý Thế Dân cũng không lộ ra cái giá hoàng đế, khoác tay nói, "Ngươi cũng không cần khách khí với Trẫm, nói thật, Trẫm lại một lần nữa thay đổi cách nhìn đối với ngươi. Ngươi cũng đã biết vì đuổi bắt ngươi hai vạn cấm quân trong cung phải xuất động một nửa trình lão thất phu thậm chí còn xuất động cả kỵ binh kết quả một đám người bị ngươi lắc ở sau mông ngay ảnh tử cũng không bắt được nếu không phải lý tích tướng quân trước đó đã liệu định mục đích của ngươi là vì xuất cung khinh kỵ binh phải chạy đường tắt đến chu tước môn mai phục có lẽ thực sự để cho ngươi xông ra ngoài cũng không nhất định cũng may mắn là hắn làm việc quả quyết vừa nghe nguyên do ngươi giải thích liền lập tức hạ lệnh thông hành nếu là người khác chỉ sợ đã nhát gan không dám làm chủ việc này. Đỗ Hà thật sự có chút ngây dại, không thể tưởng được sự tình lại nhiệt náo lớn đến như thế. Bất quá cho tới hiện tại hắn cũng không cảm thấy hối hận, cười nói. Ta chỉ suy nghĩ đơn giản là vì không muốn nhìn thấy trường nhạc công chúa chết ngay trước mặt mình, nhất là dưới tình huống khả năng mình làm được, nếu không làm, đáy lòng sẽ bất an. Về phần gặp phải rắc rối, ta thật sự còn chưa suy nghĩ, xem như sông cấm cung thì lại thế nào? Chỉ cần không thẹn với lương tâm, đâu cần xem người trong thiên hạ nói ra sao? Người chân thật nói lời thẳng thắn. Lý Thế Dân vỗ tay cười khẽ. Trẫm thật thưởng thức loại tính cách này của ngươi, hiện tại lại có thêm một dạng, làm việc quả quyết, gặp nguy không loạn, không giống phụ nhân. Nếu không phải ngươi còn chưa thực hiện quan lễ, hôm nay trẫm thật muốn phong ngươi làm quan, để ngươi cống hiến cho đại đường ta lần này đỗ hà cũng không cự tuyệt mà cao giọng nói sống ở trung hoa chết vì trung hoa ra sức vì nước muôn chết không từ chỉ cần lý thúc thúc có lệnh đỗ hà không dám không theo lý thế dân lại cười vang ngừng một chút nói vậy trẫm muốn khảo ngươi trước nhìn xem đến tột cùng ngươi có bao nhiêu kỹ năng ngươi có biết chế độ phủ binh đỗ hà đáp việc này đỗ hà tự nhiên biết phủ binh là nguồn mộ lính căn bản của đại đường ta, đặc điểm là binh nông hợp nhất. Phủ binh bình thường là nông dân cày cấy thổ địa, thời gian rảnh sẽ huấn luyện, thời chiến sẽ nhập ngũ đánh giặc. Đại đường quân phủ trải rộng khắp thiên hạ, tổng cộng có 133 phủ, lại thêm đại đường trọng võ, dân phong dũng mãnh, mỗi người đều vui thích nhập ngũ. Cho nên nguồn mộ lính dồi dào, vương triều uy chấn tứ di. Vì vậy có thể nói phủ binh chế là căn bản cường thịnh của đại đường, nhưng có một chút khuyết điểm, chính là bởi vì binh nông hợp nhất, trung kỵ binh của phủ binh chế quá mức thưa thất thiếu thốn, không thể giúp đại đường chinh chiến tứ phương. Đỗ Hà vừa dứt lời, Lý Thế Dân xoẹt một tiếng bật dậy, mắt hổ trừng trừng nhìn Đỗ Hà, trong mắt lộ ra thần sắc không sao tưởng tượng nổi. Hôm nay hắn vừa nhận được tư liệu do binh bộ thượng thư hậu quân tập đưa đến, năm nay phủ binh mới nhận binh nguyên cao tới 15 vạn, nhưng bên trong biết cưỡi ngựa lại không đủ một vạn hết thảy tình hình hoàn toàn giống như đúc lời nhận xét của Đỗ Hà. Chương 27 Trẩm phục ngươi Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Nhìn thấy bộ dạng của Lý Thế Dân, trong lòng Đỗ Hà biết được mình suy đoán không sai. Dù sao Lý Thế Dân cũng là nhân vật gặp qua đại cảnh đời, chỉ một lát đã khôi phục bình tĩnh, nhìn Đỗ Hà gật đầu nói. Đúng như lời ngươi nói, kỵ binh của đại đường ta thiếu khuyết nghiêm trọng, gần đây trẫm luôn luôn vì chuyện này mà phiền nhiễu nhưng không biết ngươi làm sao nhìn ra được đỗ hà thông dong cười nói kỳ thật chuyện này vốn không tính là vấn đề trung hoa chúng ta từ xưa tới nay chính là dân tộc nông canh dân chúng lấy trồng trọc làm chủ yếu không thiện cưỡi ngựa bán cung chỉ là đại đường chúng ta hưng thịnh chuyện chinh chiến hơn một chút mà thôi lý thúc thúc ngài nghĩ lại cuộc sống của dân chúng đại đường từ lúc sinh ra thơ ấu đọc sách đi học hoặc làm việc nhà hoặc làm nghề nông thành gia lập nghiệp sau đó trở thành phủ binh vào ngày mùa thì xuống động canh tác khi nhàn rỗi lại nhập phủ huấn luyện cả đời bọn họ có được bao nhiêu thời gian học tập cưỡi ngựa bắn cung đây trừ phi là những dũng sĩ vốn yêu thích cưỡi ngựa bắn cung nếu không người bình thường lại có ai lại dùng thời gian vốn đã ít ỏi lại đi luyện tập vì vậy muốn đoán trúng điểm này cũng không có gì kỳ quái lý thế dân đồng ý gật gật đầu đạo lý đỗ hà nói ra thật đơn giản dễ hiểu nhưng cũng là chân lý đích thực suốt ngàn năm không thay đổi ngoại tộc lại không giống như chúng ta bọn họ là dân du mục mỗi người đều trưởng thành trên lưng ngựa lại giỏi cưỡi ngựa bắn cung cho dù trời sinh ngu ngốc nhưng nếu để cho hắn cưỡi ngựa suốt mấy mươi năm cũng có thể trở thành kỵ binh nhất lưu điểm ấy chính là chênh lệch lớn nhất giữa dân tộc chuyên nông canh như chúng ta cùng dân tộc du mục như bọn họ điều này chính lý thế dân cũng hiểu được rõ ràng cho nên hắn vì thế mà luôn phiền lòng bởi vì không ai hiểu được tầm quan trọng của kỵ binh giống như hắn. Lý Thế Dân là vương giả trời sinh, là trời sinh thống soái. Khi Lý Thế Dân 18 tuổi, hắn đã bắt đầu tham gia tranh giành thiên hạ, xuất lĩnh quân đội Lý Đường Nam Chinh Bắc Chiến. Lý Thế Dân đánh giặc luôn có một đặc điểm, trong ổn cầu thắng, tính trước làm sao. Mỗi khi giao chiến cùng địch nhân, phần lớn Lý Thế Dân ngừa thủ là chủ yếu, đem bản thân mình dựng thế vững chắc sau đó mới tìm cơ hội khiêu chiến tiến công. Ở thời điểm tiến công, Lý Thế Dân còn có một đặc điểm, hắn thích để đại quân tiến lên chém giết, sau đó chính mình dẫn một chi quân đội tự mình đột kích đánh vỡ trận doanh của địch quân. Chi quân đội kia chính là Huyền Giáp quân uy chấn thiên hạ. Trong tư trị thông giám có ghi chép về Huyền Giáp quân. Tần Vương Thế Dân tuyển ngàn kỵ binh tinh nhuệ, tạo ra y giáp màu đen, chia làm tả hữu đội khiến tần thúc bảo, trình tri tiết, quốc trì kính đức, cùng trưởng tôn địch chia nhau thống lĩnh. Mỗi cuộc chiến, thế dân xuất lĩnh huyền giáp quân làm tiên phong, thừa cơ tiến công, sở hướng vô địch, địch nhân kinh hải. Tần vương thế dân từng dẫn huyền giáp quân đánh vương thế sung, vương thế sung đại bại, trảm 6.000 người, vương thế sung phải bỏ chạy. Đoạn văn tự này tuy rằng rất ngắn, nhưng sức chiến đấu cùng tác dụng của huyền giáp quân đã hiển lộ rõ. Cơ hồ mỗi cuộc chiến lý thế dân đều làm gương cho binh sĩ, chính hắn mặc một thân huyền giáp, xuất lĩnh kỵ binh giống như mây đen áp thẳng trận doanh kẻ địch, thành thế bất người, hơn nữa huyền giáp quân là quân tinh nhuệ, cơ hội không gì không phá nổi. Ngoài ra chiến dịch huy hoàng nhất của đại đường đối với ngoại tộc chính là cuộc chiến do lý tỉnh xuất lĩnh quân đội diệt đột quyết. Trinh quán 3 năm 8 tháng, đường Thái Tông tiếp nhận đề nghị của Đại Châu Đô Đốc Trương Công Cẩn quyết định đánh đột quyết lệnh binh bộ thượng thư lý tỉnh làm định tương đạo hành quân tổng quản để trương công cẩn làm phó phát ra thế công quân sự cường đại lại nhâm mệnh tịnh châu đô đốc lý tích hoa châu thứ sử sai thiệu linh châu đại đô đốc tiết vạn triệt làm tổng quản các lộ quân chỉ huy hơn 10 vạn quân đội phân đường đánh đột quyết tháng giêng năm thứ tư trinh quán gió lạnh thấu xương lý tỉnh xuất lĩnh ba ngàn kỵ binh tinh nhuệ mạo hiểm hàng lành từ mã ấp xuất phát hướng ác dương lĩnh thẳng tiến Hiệt lợi khả hãn hoàn toàn không thể ngờ được đường quân thình lình tấn công, binh tướng chỉ biết ngơ ngẩn nhìn nhau, cực kỳ hoảng sợ. Bọn họ phán định nếu đường quân không khuynh quốc tràn đến, Lý Tĩnh quyết sẽ không một mình xâm nhập, vì thế Lý Tĩnh dọ thám biết được tin tức này, mật lệnh gián điệp ly gián tâm phúc kỳ tâm phúc, khiến thân tính khang tô mật phải tiến đến đầu hàng. Lý Tĩnh lập tức tiến công định tương, được màn đêm che giấu, vừa công vào trong thành, bắt được con của tùy tề vương dương giảng là dương chính đạo cùng nguyên dương đế tiêu hoàng hậu, hiệt lợi khả hãng hốt hoảng bỏ trốn về thích khẩu. Chiến dịch kia trực tiếp quyết định thắng bại của cuộc đại chiến, tuy rằng về sau hiệt lợi khả hãng nhiều lần kháng cự, như từ đầu tới cuối vẫn chỉ là vô ích. Cuộc chiến kia tuy quy công ở tài năng quân sự quỷ thần của Lý Tĩnh, nhưng công hiệu của 3.000 kỵ binh thật rõ ràng không thể nghi ngờ. Kỵ binh dùng tốt, chỉ cần 3.000 liền có thể quyết định thắng bại, nhưng nếu có ba vạn hoặc ba mươi vạn chẳng lẽ không phải sẽ vô địch thiên hạ cho nên lý thế dân luôn luôn rất xem trọng việc phát triển kỵ binh mà đại đường cũng vì thế trở thành vương triều duy nhất không thiếu ngựa của các triều đại lịch sử trong lịch sử ghi chép lại chỉ nói về lũng tây lý thế dân đã nuôi quân mã khoảng bảy mươi vạn con mỗi khi xuất chinh trong đường quân không dám nói mỗi kỵ binh có được mấy con ngựa luân lưu nhưng mặc dù chỉ là binh tốt mỗi người cũng được phân một chiến mã dùng để cưỡi đường xa vì vậy đại đường vương triều không thiếu chiến mã chỉ thiếu chính là kỵ sĩ biết cưỡi ngựa là kỵ sĩ có thể vì đại đường vương triều chinh chiến thiên hạ ngươi đã hiểu được điểm này không biết lại có biện pháp gì giải quyết hay không tận đấy lòng lý thế dân cũng không ôm bao nhiêu hy vọng chỉ là bọn họ tán gẫu tới đây nên hắn chỉ thuận miệng hỏi thăm biện pháp tốt thì không có nhưng biện pháp ngu xuẩn lại có một đỗ hà đã có dự tính trong lòng thần bí nở nụ cười Ban đầu trên mặt Lý Thế Dân còn hiện lên một tia tiếc nuối, nhưng khi nghe đến cuối cùng cũng lộ ra một tia chờ mong. Biện pháp ngu xuẩn thì ngu xuẩn vậy, dù sao so với không có biện pháp còn tốt hơn. Lý Thúc Thúc có biết môn mã cầu không? Đỗ Hà hỏi lại một câu. Tự nhiên là biết, trong danh đô thiên của Tào Thực có thơ viết. Liên kỳ kích cúc nhưỡng, xảo tiệp thôi vạn đoạn. Khi trẫm có thời gian rảnh rỗi cũng sẽ chơi đùa, cảm thấy thật thú vị, rất khảo nghiệm thuật cưỡi ngựa lý thế dân nói xong trong mắt đột nhiên sáng ngời dĩ nhiên đã hiểu được dụng ý của đỗ hà vui vẻ nói ý ngươi muốn nói đem môn mã cầu mở rộng ra lý thúc thúc anh minh uy phong đỗ hà bội phục đỗ hà cũng vỗ nhẹ mong ngựa lý thế dân cười nói ưu thế của dân tộc du mục chúng ta hoàn toàn không thể so sánh nhưng chúng ta có thể mạnh mẽ mở rộng môn mã cầu làm môn mã cầu đi vào ngàn gia vạn hộ mỗi người đều học mỗi người đều chơi dần dà dân chúng tất nhiên sẽ tinh thông cưỡi ngựa làm sơ huấn luyện là có thể làm kỵ binh làm như thế có lẽ sẽ so ra còn kém hơn dân tộc sống trên lưng ngựa nhưng ít ra vẫn có được cơ sở tốt không đến nỗi ngay cả lưng ngựa cũng không lên được lúc này lý thế dân trầm ngâm ngón tay gõ nhẹ lên bàn có nhịp điệu phát ra đông 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 tiếng vang chủ ý này quả thật không tệ nhưng có vấn đề rất lớn đầu tiên ngựa trong nhà dân chúng đa số là loại ngựa thấp bé dùng cày ruộng thứ hai mã cầu dù sao cũng chỉ là trò chơi muốn khiến cho nó thịnh hành cả đại đường nói dễ hơn làm lý thế dân không hổ là lý thế dân chỉ sau thoáng tự hỏi hai vấn đề đều hỏi ở ngay mấu chốt việc này nói khó thật rất khó nói đơn giản lại tương đối đơn giản trong lòng đỗ hà đã sớm suy tính ra phương án mau nói đi ngữ khí lý thế dân có chút hương phấn Đỗ Hà cười nói. Mấu chốt trong chuyện này chính là trên người Lý Thúc Thúc, chỉ cần ngại ra mặt tổ chức một đại hội thi đấu môn mã cầu, truyền lệnh khắp cả đại đường, làm cho họ chiêu cáo thiên hạ kêu gọi những đội mã cầu cùng nhau tiến hành trận đấu, làm mỗi một địa phương tin tuyển ra hai đội bóng, sau đó đến trường An tiến hành trận chung kết, người xuất sắc sẽ được Lý Thúc Thúc tự mình ban phần thưởng, hơn nữa còn là phần thưởng hậu dây lấy phương pháp thi đấu thể thao này làm môn mã cầu dung nhập vào trong sinh hoạt của dân chúng trở thành một bộ phận sinh hoạt không thể thiếu của bọn họ đỗ hà thao thao bất tuyệt cùng lý thế dân giảng lên toàn bộ tiến trình đại hội thi đấu môn mã cầu khi gặp chỗ xúc động còn hoa chân múa tay vui sướng diễn tả kể rõ cấu trúc cả một cuộc thi là như thế nào lý thế dân nghe đến trận mắt há hốc mồm không khỏi vỗ bàn tán dương cuối cùng lại cảm khái nói hiền chất a ngươi thật là một thiên tài, trẫm phục ngươi. Chương 28 Nỗi vui ngoài ý muốn Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Đỗ Hà suy tính như vậy chính là lấy từ phong trào thi đấu thể dục thể thao của đời sau, chỉ cần môn mã cầu được thịnh hành tại đại đường, từ dân chúng, từ tướng tá, khi rảnh rỗi đều có thể tham gia chơi đùa, luyện tập, nhất định có thể đề cao khả năng cưỡi ngựa khắp cả đại đường hành động cao minh nhất của Đỗ Hà lần này chính là đưa ra quan niệm thi đấu của đời sau. Đại đường Vương Triều thế tộc môn Việt sang sát, đây là tai hại lớn nhất của đại đường Vương Triều, cũng là một viên u ác tính. Nhưng giờ phút này Đỗ Hà lại lợi dụng sự tồn tại của môn Việt mà đưa ra chuyện thi đấu thể thao. Thái độ của Lý Thế Dân đối với thế tộc môn Việt không cần nghi ngờ, trong lịch sử hắn thậm chí từng chỉ thị đại thần, lấy phẩm vị cao thấp của đại thần lúc ấy mà đặt định cấp bậc, một lần nữa phán định thế tộc chí. Sử định hoàng tộc tôn thất là thứ nhất, tiếp theo là hoàng hậu ngoại thích trưởng tôn thị, đem sơn đông thôi thị có danh vọng cao nhất dân gian đứng thứ ba, dụng tâm không cần nói cũng biết. Thế tộc môn việc các nơi sở cầu không thoát khỏi danh vọng, chỉ cần lý thế dân tự mình hạ lệnh đem môn mã cầu xác định là môn vận động quốc gia, hơn nữa công khai thi đấu, vì đoạt giải, vì lấy được xuất sắc, vì nổi danh, những thế tộc môn phiệt nhất định sẽ không tiếc lực lượng thành lập đội bóng riêng của mình bọn hắn có được thành phần cố nông lệ thuộc môn phiệt rất nhiều còn có thể vì thắng lợi mà cạnh tranh lẫn nhau cạnh tranh thắng bại rất dễ dàng chuyển biến thành kết thù kết oán so đấu thắng bại sẽ làm cho bọn họ dần dần đối địch uyển chuyển mà quanh co chèn ép lực lượng của thế tộc môn phiệt thế tộc môn phiệt có thể cùng vương quyền đối kháng nguyên nhân trọng yếu cũng là bởi vì bọn hắn bền chắc như thép khó thể lay chuyển nhưng nếu bọn hắn dần dần phân tách đánh bại từng nhà sẽ trở thành việc dễ dàng lý thế dân hiển nhiên cũng ý thức được điểm này vẻ mặt có chút phấn khởi thần thái liên tục thay đổi đỗ hà cũng không nói thẳng ra chỉ làm như không biết vẫn tiếp tục nói cho lý thế dân nghe hạng một công việc trong môn thi đấu mã cầu cùng một ít quy tắc trọng tài nhưng lúc này ý nghĩ kế sách của đỗ hà cũng chỉ là ý tưởng đột phát lâm thời cho nên cũng chưa có được một quy hoạch chỉnh thể vì vậy khi nói ra cũng là lộn xộn lý thế dân cũng hiểu được đỗ hà khó xử cười nói việc này nhìn qua như việc nhỏ nhưng quan hệ tới cơ nghiệp thiên thu của đại đường không thể qua loa quy hoạch chỉnh thể ngươi không cần vội trở về chậm rãi suy nghĩ nghĩ ra một đại cương nhất định phải thật chi tiết chuyện đại hội thi đấu chưa từng có ai làm qua nếu quyết định muốn làm thì nhất định phải làm cho vang dội nổi danh làm cho môn mã cầu trong thời gian ngắn thịnh hành khắp thiên hạ Lý Thế Dân vung mạnh nắm tay như đang đánh giặc. Đây không phải là đánh trận, đây quả thật là một chiến dịch không có khói thuốc súng. Không giống như người đưa ra ý tưởng như Đỗ Hà, làm nhân vật thực hiện chân chính, Lý Thế Dân phải đối mặt chính là một đám đại nho sẽ nhảy ra khuyên bảo hắn không nên mê muội giải trí mà mất đi ý chí, một đám bảo thủ ánh mắt thiển cận. Đỗ Hà đáp lời. Tiểu Chất hiểu được, trong vòng 3 ngày tiểu chất sẽ sắp xếp đầy đủ một bộ phương án đưa ra. Điểm ấy Đỗ Hà tự tin 10 phần, đối với đại hội thi đấu, những cuộc thi trong thể thao của nước Ý hay Pháp, Đỗ Hà đều hiểu rõ như lòng bàn tay, hôm nay hắn không chuẩn bị, chỉ lâm thời nảy sinh ý tưởng, cho nên mới nói chuyện lộn xộn, chỉ cần cho hắn chút thời gian sửa sang lại ý tưởng, rút ra sở trường lẫn nhau, nhất định có thể định ra một bộ kế hoạch thi đấu xuất sắc mà công bình. Đỗ Hà từ biệt lý thế dân, quay về Thái Quốc công phủ, liền chui đầu vào trong thư phòng. Lý Thế Dân biết tầm quan trọng của kỵ binh, Đỗ Hà cũng giống như vậy. Nhất là tranh giới rộng lớn, càng thêm cần kỵ binh không thể nghi ngờ. Chỉ có kỵ binh mới có thể hành quân trăm vạn dặm, ở quốc gia khác xa xôi lưu lại tinh kỳ thắng lợi của Đại Đường Vương triều. Môn mã cầu mặc dù chỉ là một trò chơi giải trí, nhưng cũng giống như bóng đá bóng rổ đời sau, chỉ cần được mở ra thịnh hành, mỗi người đều tham gia chơi đùa, đối với việc bồi dưỡng khả năng cưỡi ngựa sẽ có trợ giúp lớn lao. Đối với điểm này Đỗ Hà có 10 phần tin tưởng. Bởi vì Đỗ Hà hiểu biết về đại đường, đại đường thuộc loại xã hội phong kiến, sinh hoạt cá nhân của dân chúng tương đối đơn giản, mấu chốt là vì họ không có gì để giải trí. Không giống như đời sau, nhàn rỗi thì có thể lên mạng, có thể chơi game, thậm chí còn có thể ra nước ngoài du lịch. Ở thời đại này, rỗi rảnh chỉ có thể tụ tập cùng một chỗ, nói chuyện phiếm tán gẫu, sống uổng tuổi xuân nếu có được một trò giải trí cung cấp cho họ vui chơi, tin tưởng bọn họ nhất định sẽ không bài xích. Đỗ Hà vốn muốn lập tức viết ra chế độ quy tắc thi đấu môn mã cầu, nhưng lại phát hiện mình đối với môn mã cầu cũng không phải thực hiểu biết, môn mã cầu ở thế kỷ 21 cũng không phải được lưu hành như bóng đá hoặc bóng rổ. Vẫn nên tìm hiểu rõ tình hình rồi hãy quyết định đi. Một cảm giác mệt mỏi đánh úp lại, hôm nay hắn mạnh mẽ xông vào hoàng cung, khiến tinh lực của bản thân cơ hội tiêu hao hết, thân thể lại một lần nữa cảm giác không khỏe gấp gáp cũng không được gì đỗ hà dự định đi nghỉ ngơi trước lấy lại sức dưỡng đủ tinh thần sau đó mới làm tiếp quyết định về tới phòng chỉ sau một khắc hắn đã ngủ say khi đỗ hà tỉnh lại đã qua hai canh giờ bên ngoài sắc trời cũng đã ảm đạm đỗ hà duỗi lưng mệt mỏi bỗng nhiên ánh mắt trừng lớn làm sao có thể hắn khẽ kêu lên thế nhưng ngoài ý muốn phát hiện nội lực của mình đã tăng lên rất nhiều nếu nói trong dĩ vãng nội lực của đỗ hà giống như dòng khí chảy chậm giờ khắc này nội lực trong cơ thể hắn đã tụ tập thành một dòng suối nhỏ tăng trưởng lên gấp bội đây là có chuyện gì đỗ hà chưa bao giờ gặp được loại tình huống này lúc hắn 8 tuổi có được bộ lưu hương bảo giám bởi vì lúc ấy trong tivi đang chiếu bộ phim hương soái truyền kỳ đối với khả năng diễn xuất vai nam chính sở lưu hương của trịnh thiếu thu hắn say mê dị thường, cho nên cũng tập luyện, khổ luyện hơn 20 năm mới xuất thế tung hoành thiên hạ, trở thành đạo soái nổi danh khắp thế giới, khắp các quốc gia. Tình hình nội lực đột nhiên tăng mạnh như hôm nay cho tới bây giờ hắn chưa từng gặp qua, trong lúc nhất thời cũng không hiểu được rõ ràng. Chẳng lẽ do nguyên nhân hôm nay bị tổn hao hết nội lực sao? Đỗ Hà nhảy dựng lên, chạy ra khỏi phòng đi vào Tây Viện, vận khởi khinh công thân pháp đạp nguyệt lưu hương, đầu ngón chân nhẹ nhàng điểm lên mặt ghế đá trong viện, cả người lăn không dựng lên, đạp vào không khí, nghiêng người phi hành, dưới tình huống không hề có nơi giẫm chân, hắn lại lăn không bay xa một trượng. Thân hình đổ hà lão đảo trên không trung, trong lòng biết đây đã là cực hạn, không thể tiếp tục cưỡng cầu nên mới đáp xuống. Hắn vui mừng như điên, thân thể này của hắn chỉ bất quá mới luyện tập không được 4 tháng thời gian, xa xa còn chưa đủ khả năng lăng không mà phi hành. Y theo kế hoạch hắn định ra từ sớm, muốn đạt tới cảnh giới bây giờ ít nhất phải dùng thời gian một năm, hiện tại lại vô tình thu ngắn được trước 8 tháng, tiến bộ này thực sự không sao tưởng tượng nổi. Nếu theo tốc độ tiến bộ này, không cần tới 2 năm đạo soái đã có thể tái xuất giang hồ. Đương nhiên chỉ một hai năm thời gian ngắn ngủi xa xa không đủ đổ hà đạt tới cảnh giới tung hoành thiên hạ của Đỗ trường thiên kiếp trước nhưng phải biết rằng đổ trường thiên tung hoành thế giới lại là thế kỷ 21, khi đó còn có cửa chống trộm, có loại tủ sắt dù dùng bom cũng không thể tạc nổ, còn có cả cameras có thể thu hình cả hướng bay của loài mũi chứ đừng nói chi tới người. Đối mặt những cách phòng trộm này, không có được khinh công tung hoành thiên hạ như đổ trường thiên quả thật không thể trở thành đạo soái nhưng hiện tại đổ hà phải đối mặt chính là một thời đại đường triều không có cửa chống trộm, không có tủ sắt càng không có cameras. Thực lực của Đỗ Hà chỉ cần đạt tới một phần hai mươi của Đỗ Trường Thiên liền có thể trở thành một đạo tặc làm cả thiên hạ đau đầu. Đương nhiên nếu muốn trở thành đạo soái là nguyên soái trong giới đạo tặc, nhất định phải có được một phần mười thực lực của Đỗ Trường Thiên. Thần sắc của Đỗ Hà vui sướng, trong mắt cũng lộ vẻ hưng phấn. Chương 29 Thiên cổ nhất đế mài mực cho ta. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Đỗ Hà cố nén nỗi vui sướng vì nội lực đại tăng, ổn định lại tâm thần cầm lấy bảo kiếm ở trong viện luyện tập cho đến khi nội lực tiêu hao hầu như không còn mới chịu ngừng lại trở về phòng đã tọa điều tức hai canh giờ trôi qua tinh thần của đỗ hà khôi phục lại nhưng nội lực không thấy tăng trưởng quả nhiên không phải do nguyên nhân hao hết nội lực đỗ hà thầm thang một tiếng cũng không tiếp tục cưỡng cầu trong khi luyện công tối kỵ nhất chính là tham công cho nên đỗ hà lý trí ngừng lại không tiếp tục miệt mài theo đuổi Đỗ Hà làm như vậy chính là lựa chọn sáng suốt nhất. Người luôn có tiềm lực vô hạn, bất luận người nào cũng không thể đoán trước. Ở thời khắc nguy cơ có một người mẹ bị thương vì muốn cứu con mình có thể trong nháy mắt di chuyển một tảng đá nặng 400 cân, một người gặp phải nguy hiểm nhưng chỉ vì muốn sống sót, hắn có thể 10 ngày 10 đêm không ăn không uống không ngủ cũng không nghỉ ngơi. Đây là lực lượng đặc hữu của con người, không phải do bản thân có thể khống chế. Đỗ Hà luyện tập công phu chưa đầy 4 tháng, ở trình độ tu vi chỉ có thể xem là một thái điểu một thái điểu căn bản không có khả năng ông một người nặng gần trăm cân vận dụng khinh công một hơi chạy suốt hai dặm đường hơn nửa bên trong còn phải dùng đủ mọi phương pháp né tránh sự ngăn trở của cấm quân trong hoàng cung nhưng đỗ hà làm được chính hắn cũng không biết mình làm sao làm được lúc đó hắn chỉ một lòng muốn cứu giúp trường nhạc công chúa không muốn tận mắt nhìn thấy một thiếu nữ có tài học lại hiền lành xinh đẹp cứ như vậy mà chết trong lòng của mình lúc đó hắn cũng không nghĩ ngợi gì khác chỉ có một ý niệm trong đầu phải cứu người liều lĩnh cứu người như thế lại ngoài ý muốn kích phát tiềm năng bản thân thúc đẩy nội lực của hắn tiến nhanh hoàn thành xong chuyện mà bình thường không thể hoàn thành nhưng phương pháp mạnh mẽ kích thích tiềm năng bản thân đối với thương tổn thân thể là tương đối lớn cũng giống như uống thuốc kích thích nếu đổ hà còn lòng tham không đấy tiếp tục miễn cưỡng tập luyện tính toán tìm ra phương pháp học cấp tốc kinh mạch thân thể hắn sẽ bởi vì không thể duy trì được lực lượng đột nhiên trướng cao mà vỡ tẩu hỏa nhập ma việc tương tự như thế ở trong võ học giới có rất nhiều rất nhiều nhưng đỗ hà bởi vì từng có qua một lần kinh nghiệm ở kiếp trước cho nên thật lý trí làm ra lựa chọn chính xác nhất nghỉ ngơi một đêm ngày hôm sau đỗ hà dùng tròn một ngày thời gian tìm hiểu chế độ quy tắc thi đấu mã cầu của đường triều có lẽ bởi vì môn mã cầu là trò chơi của quý tộc cho nên thi đấu cũng không kịch liệt tự như một nhóm nữ nhân tụ tập vui chơi, căn bản không thể hiện ra được tinh thần cạnh tranh thi đấu của môn thể thao này. Khiến Đỗ Hà cảm giác giống như chơi bóng rổ của niên đại 90, cùng bóng rổ của thế kỷ 20. Bóng rổ niên đại 90 phấn khích kịch liệt, xem trận đấu của Jordan chính là hưởng thụ, mà thế kỷ 20 tuy rằng có rất nhiều ngôi sao, nhưng chỉ hơi chút va chạm liền phạm quy, so sánh với niên đại 90 căn bản không thể sánh bằng môn mã cầu đường triều so với thế kỷ 20 càng thêm yếu ớt. Nếu môn mã cầu thi đấu chỉ như thế, căn bản không thể chân chính làm được dụng ý tôi luyện thuật cưỡi ngựa. Nhất định phải định lại quy tắc thêm lần nữa, làm trận đấu càng thêm kịch liệt, càng thêm nhiệt huyết, càng thêm hấp dẫn người, tốt nhất giống như môn bóng bầu dục. Đỗ Hà cắn bút, tự lẩm nhẩm nói, tự hỏi, khi thì viết, khi lại nhíu mày. Tiểu La Lị Linh Lung ở bên cạnh mài mực, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn trộm Đỗ Hà, đôi ngực giống như nai con không ngừng va chạm, không ngừng suy nghĩ nhị thiếu gia của mình quả thật càng ngày càng anh tuấn. Đúng như ý tưởng của Linh Lung, gương mặt của Đỗ Hà vốn tuấn tú, nhưng vì dĩ vãng tửu sắc quá độ, lộ ra bộ dáng như con gà chết, làm cho người ta nhìn thấy liền phiền chán. Nhưng hiện giờ Đỗ Trường Thiên thay vào, lại làm cho thân thể Đỗ Hà tu tập tâm pháp thượng thừa, ngũ khí triệu nguyên, cũng không có sở thích ham mê bất lương tự nhiên càng ngày càng có vẻ tinh thần phấn chấn, hơn nữa cộng thêm cá tính tùy tâm sở dục của Đỗ Trường Thiên, khí chất như cả thiên hạ tùy ý vân du tiêu sái dần dần được thể hiện, tuyệt đối có được bản lĩnh làm mê đảo hàng vạn hàng ngàn thiếu nữ. Nhất là những ngày gần đây, nội lực của Đỗ Hà Đại Tiến, bất luận tinh khí thần đều đề cao rõ rệt, tự nhiên sẽ làm cho tiểu la lị rung động hoài xuân. Tâm tư của Linh Lung chính Đỗ Hà cũng hiểu được, nhưng nàng chỉ mới 13 tuổi, Đỗ Hà cũng không có ham mê dính vào một tiểu nữ hài. Ngày hôm đó Đỗ Hà đem tài liệu sửa sang ghi chép ra, ngày hôm sau lại kiểm tra sửa chữa lại, cầm theo sắp tài liệu đi vào Hoàng Cung tìm Lý Thế Dân. Địa phương Lý Thế Dân tiếp kiến Đỗ Hà lại ở Cam Lộ Điện, điều này làm cho Đỗ Hà thực sự cảm thấy ngoài ý muốn. Tẩm cung của Lý Thế Dân là thái cực cung, bố cục trong cung rất chú ý, nghiêm khắc dựa theo kiến trúc nguyên tắc cung thất thời cổ đại mà tạo thành chủ thể kiến trúc trong cung chọn dùng tiền triêu hậu tẩm nguyên tắc lấy chu minh môn túc chương môn kiền hóa môn làm ngăn giới đem trong cung phân chia thành tiền triêu cùng nội đình hai bộ phận tiền triêu là địa phương hoàng đế xử lý việc chính trị nội đình là nơi hoàng đế nghỉ ngơi cùng tần phi cam lồ điện nằm ở nơi đọc sách của hoàng đế trong nội đình cũng là đại điện thứ ba trong thái cực cung chính là thư phòng của gia đình bình thường ngoài dân gian lý thế dân không tiếp kiến đỗ hà ngoài khách sảnh mà ngược lại gọi hắn đến thư phòng của mình đây xem như cực kỳ vinh sủng tuy đỗ hà biết đây rất có thể là một loại thủ đoạn mượn sức của lý thế dân nhưng trong lòng hắn vẫn không khỏi có chút cảm động nếu không phải lý thế dân xem trọng năng lực của mình nếu không phải lý thế dân vừa ý chính mình thưởng thức mình cần gì cho người mang hắn đưa tới nơi này đỗ hà bái kiến lý thúc thúc đỗ hà lên tiếng còn chưa bái xuống lý thế dân đã nói được rồi nơi này chỉ có ta với ngươi không cần đa lễ mau đem tài liệu của ngươi đưa cho trẫm xem một chút đỗ hà từ lúc đi vào liền phát hiện cả thư phòng chỉ có một mình lý thế dân ngay cả thiếp thân thị vệ cũng bị gọi ra bên ngoài đỗ hà đi tới bên cạnh đem tài liệu giao cho lý thế dân lý thế dân đưa tay tiếp nhận cười khen chữ tốt không hổ là thư pháp danh gia nếu cả triều văn võ đều có thể viết ra chữ tốt như vậy khi trẫm phê duyệt tấu chương sẽ xem là một loại hưởng thụ. Đây là cái gì? Lý Thế Dân mới nhìn thoáng qua, chỉ vào dấu ngắt câu trong tài liệu, trong mắt lóe lên ánh sáng khó hiểu. Dấu chấm câu. Lúc này Đỗ Hà mới nhớ tới dấu chấm câu tới thời cuối nhà Thanh mới được vận dụng chính thức, liền nói ngay. Đây là một loại phương pháp dấu chấm, có thể giúp người đọc hiểu được nội dung bên trong dễ dàng hơn. Hảo một dấu chấm câu phương pháp này thật đơn giản tiện lợi nhưng khi sử dụng lại cực kỳ thực tế trẫm tính toán chiêu cáo thiên hạ đem nó phổ biến vận dụng ngươi xem thế nào lý thế dân cười hỏi dĩ nhiên đã nhìn ra được ý nghĩa tồn tại của dấu chấm câu nho nhỏ kia đỗ hà cười nói tiểu chất không ý kiến nhưng dấu chấm câu vốn không đồng nhất mỗi một loại đều có ý nghĩa độc đáo khác nhau để tiểu chất viết xuống rồi hãy cùng truyền ra lý thế dân gật đầu đồng ý Đỗ Hà cầm lấy bút lông trong ống bút, nhìn thấy nghiêng mực lại không có mực, không khỏi ngay dại. Tuy rằng đã hơn ba tháng, nhưng Đỗ Hà vẫn chưa học được kỹ xảo mài mực. Lý Thế Dân thấy Đỗ Hà do dự chưa viết, hiểu ý cười, đứng dậy nói. Cũng được, nể mặt danh gia thư pháp như ngươi, hôm nay trẫm ngoại lệ tự mình mài mực cho ngươi. Lý Thế Dân thuần thục đem mực mài xong, còn đưa tay ra dấu như thỉnh mời. Đấy lòng Đỗ Hà cảm thấy lân lân, đối với vị hoàng đế lý thế dân càng thêm kính trọng tinh thần phấn chấn đem dấu chấm tròn dấu phẩy dấu chấm hỏi dấu chấm than dấu ngắt dấu chấm phẩy toàn bộ các dấu chấm câu cùng cách dụng đều nhất nhất viết ra thật chi tiết đỗ hà là cao tài sinh hệ trung văn viết chính tả đối với hắn mà nói chỉ là một bữa ăn sáng lý thế dân cũng chưa xem tài liệu mà đỗ hà mang đến chỉ đứng phía sau hắn chăm chú nhìn hắn viết chữ thật chuyên tâm học tập bút pháp của hắn thấy Đỗ Hà dừng bút, Lý Thế Dân còn chưa cảm thấy thỏa mãn, chỉ lắc đầu thở dài. Đỗ Thể Tự, trẫm thích nhất, khổ luyện lâu ngày nhưng vẫn chưa nắm được ảo diệu bên trong. Trong lòng Đỗ Hà cười thầm, Đỗ Thể Tự vốn là nhan thể tự, nhan thể tự là một trong những chữ thư pháp khó viết nhất. Ở thời đường tống nhan thể tự thành tựu thậm chí đã siêu việt cả thư thánh vương hy chi lưu lại các loại tự thể, nhưng cũng bởi vì muốn học giỏi nhan thể tự càng thêm muôn vàng khó khăn, cho nên người có thể chân chính nổi danh vì nhan thể tự cũng không có được mấy người. Đỗ Hà khổ luyện hơn 20 năm mới có được thành tựu như ngày hôm nay, mặc dù lý thế dân cực thiện thư pháp, nhưng muốn chỉ trong mấy tháng là có thể lĩnh ngộ được tinh túy của đỗ thể tự, đây chính là mộng tưởng. Nếu lý thúc thúc muốn học, đỗ Hà không dám tư tàn. Đỗ Hà cười nói. Lý Thế Dân nghe vậy thoải mái phá lên cười. Chương 30 Nghỉ đêm trong hoàng cung bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com. Lý Thế Dân xem xong tài liệu liên quan tới đại hội thi đấu mã cầu mà Đỗ Hà soạn ra, đấy lòng rung động, thật lâu vẫn chưa thể bình tĩnh. Đây thật do một mình ngươi viết. Đôi mắt hổ của Lý Thế Dân nhìn chằm chằm Đỗ Hà, vẫn không cách nào tin tưởng. Đỗ Hà gật đầu khẳng định. Lý Thế Dân vui mừng tán thán. Tại hoa của hiền chất thật không thua kém phụ thân, không thua kém phụ thân của ngươi a. À hắn yêu thích cầm tài liệu trong tay không buông, phấn khởi nói. Trẫm hoàn toàn không ngờ được thi đấu mã cầu lại cần nhiều chuẩn bị cùng chú ý hạng một công việc đến như thế, quy mô lại có thể lớn đến như vậy. Thật nhiều chuyện mà trẫm nằm mơ cũng không thể nghĩ ra, hiện chất lại có thể nhất nhất chỉ ra, làm cho người ta phải rung động. Trong đấy lòng Đỗ Hà cười thầm, đối với câu than thở sợ hãi của Lý Thế Dân, Đỗ Hà trước khi đến đã chuẩn bị sẵn tâm lý hắn sở định ra trận thi đấu mã cầu lớn nhất trong cả nước chính là thu thập tinh hoa của những cuộc thi đấu bóng đá nổi danh thế giới đời sau cuộc thi đấu á vận hội cùng bóng đá thuộc cấp bậc quốc tế trải qua bao năm phát triển những kế hoạch vận hành cơ hồ đã được lập ra đầy đủ ngưng tụ kết tinh trí tuệ của hàng ngàn hàng vạn người qua các thời đại lý thế dân làm sao mà không sợ hãi Đương kim thế gian cũng chỉ có người như Đỗ Hà mang theo kinh nghiệm đời sau mới có thể quy định ra được trận thi đấu lớn mang theo quy mô cả nước. Nhưng, Lý Thế Dân thoáng nhíu mày. Trẫm còn có thật nhiều địa phương không rõ ràng lắm. Cuộc so đấu mạnh yếu thắng thua đã phân, cũng giống như đang đánh giặc, vì sao địa phương nào thi đấu cũng phải qua ba trận vòng loại. Còn có giải quán quân càng phải như vậy, kéo tới năm trận, đây có phải quá nhiều hay không? Đánh giặc sinh tử liều mạng cũng không có cơ hội để tái chiến lần nữa đỗ hà trợn tròn mắt nhìn không thể tưởng được đường đường lý thế dân thế nhưng lại hỏi ra một câu hỏi ngu ngốc như vậy không ngờ còn đem chuyện thi đấu thể thao nhập làm một công việc đánh giặc đỗ hà cười cười nói lý thúc thúc đây không phải là đánh giặc môn mã cầu là tròn ở trên cầu trường bất cứ chuyện gì cũng có thể phát sinh thí dụ như thực lực của một đội rất kém cỏi nhưng rất có thể sẽ bởi vì đột ngột phát huy cực tốt, hoặc là trạng thái đối thủ không tốt nên mới thắng được trận đấu. Phải thi đấu 3 trận chính là vì ngăn chặn việc này phát sinh, giải quán quân phải thi đấu 5 trận cũng là như thế, thi đấu thể thao khảo nghiệm chính là trình độ tổng hợp của cả đội ngũ, cho nên làm như vậy là chuyện cần thiết. Lý Thế Dân giật mình hiểu được, lập tức lại hỏi. Đây là quy tắc ngươi định ra cho môn mã cầu, tự hồ không giống với nguyên lai. Không sai đỗ hà nghiêm nghị nói môn mã cầu là thi đấu thể thao như thế nào gọi là thi đấu thể thao thi đấu vận động chỉ vì chiến thắng đối thủ lấy được thành tích vận động xuất sắc nhất phát huy hạng độ lớn nhất cùng đề cao thể trạng cá nhân cùng tập thể thể năng tâm lý cùng năng lực vận động tiềm lực thi đấu toàn lực giành thắng lợi dũng cảm giao tranh là tinh thần thi đấu thể thao quy tắc cũ quá mức yếu ớt thể hiện không được loại tinh thần này cho nên ta đem quy tắc sửa lại, sửa càng thêm giả mang. Chúng ta mạnh mẽ mở rộng môn mã cầu là vì đề cao thuật cưỡi ngựa của dân chúng, là vì làm cho họ có được tố chất vốn có của một kỵ binh. Nếu ngay cả va chạm trong cầu trường cũng không chịu đựng nổi, lên chiến trường làm sao có được thành tích tốt? Lý thúc thúc, nho gia chúng ta mặc dù tốt, nhưng khuyết thiếu lại tinh thần thi đấu này, loại tinh thần giành thắng lợi. Đại đường nếu muốn uy chấn tứ hải, lấy nho học đối ngoại không được, chỉ có cố gắng thượng phong, vĩnh viễn đứng trên ưu thế mới có thể làm cho vạn ban quy hạ. Nói rất đúng. Lý Thế Dân vỗ tay cười to, hắn vốn là một người khai phá, là một loại hình minh quân thích gây dựng sự nghiệp, luôn luôn chỉ có suy nghĩ khai phá tiến thủ, uy chấn tứ hải. Loại tinh thần giành thắng lợi của Đỗ Hà chính hợp với khẩu vị của hắn nhất. Ngoài ra bản đề danh trợ công, tiến cầu, cùng cầu viên giỏi nhất giải quán quân có đệ nhất cầu thủ ghi bàn đều tuyệt không thể tả, có thể xem là một loại cạnh tranh. Lý Thế Dân vừa nói vừa khen, tiếp đó lại chỉ vào tờ tuyển trọng tài nói. Đây chính là chỉ trọng tài đi, người yêu cầu thế này có phải quá hà khắc hay không, người như vậy thật không dễ tìm. Đỗ Hà trầm giọng nói. Trận thi đấu thể thao giành thắng lợi, cũng không phải đi đánh nhau. Nhưng ở thời gian tranh đấu, khó tránh sẽ xuất hiện một ít chuyện ngoại ý muốn đến lúc đó trọng tài nhất định phải có được quyền lực tuyệt đối giữ gìn trật tự trong sân bóng cho nên ở trên cầu trường trọng tài là tối thượng quyền uy của trọng tài là không thể hoài nghi nhưng chính bởi vì là như thế một trọng tài tồi tệ thường thường sẽ chỉnh sụp một đội cầu không thể không cường điệu lo lắng tới việc này ở đời sau bất luận là bóng đá hay bóng rổ trọng tài đều có được quyền uy tuyệt đối đây không phải là không có lý do cho nên đỗ hà đối với chức vị trọng tài rất chú ý cấp tài liệu cho lý thế dân tuyệt đối nhiều lần nhấn mạnh sự trọng yếu của một trọng tài giỏi cần thiết như thế nào lý thế dân nghĩ nghĩ cũng gật đầu cho phép tiếp theo lý thế dân lại đem một ít vấn đề khó hiểu trong tài liệu đồng loạt hỏi ra đỗ hà cũng không ngại phiền toái lần lượt trả lời từng câu hỏi riêng có chút đề nghị không thích hợp với đường triều hai người lại lần nữa cẩn thận thương thảo một lần nữa sửa chữa quy hoạch hai người bàn chuyện suốt hai canh giờ cho đến khi chạng vạn mới chấm dứt lý thế dân lại cười khen chỉ trong ba ngày ngắn ngủi hiền chất đã định ra được một chế độ trận đấu hoàn thiện đến như thế trong đó tuyệt đại bộ phận chế độ hoàn toàn chưa từng được nghe qua hôm nay trẫm thật sự được mở rộng tầm mắt đúng rồi nhìn thấy chế độ này của ngươi trẫm đột phát ra một ý tưởng trận thi đấu này cuối cùng không phải còn có giải thưởng cho địa cầu viên giỏi nhất cùng cầu viên trợ công giúp ghi bàn nhiều nhất sao? Trẫm dự tính đem cách ban thưởng này dùng vào trong triều chính, trẫm muốn bình một vị thứ sự chiến tích tốt nhất trong năm, triều thần tốt nhất, giáng quan tốt nhất cùng tướng quân tốt nhất. Ngươi suy nghĩ một chút, đây là vinh hạnh đặc biệt bực nào, nếu ban bố xuống một đám thứ sử chẳng phải tranh giành phá đầu mưu phúc cho dân chúng. Một đám triều thần chẳng phải sẽ trăm phương ngàn kế ra mưu làm việc cho quốc sự đại đường, một đám giáng quan còn không chạy tới chỉ trích tật xấu của trẫm còn có những tướng quân không có việc gì làm còn không phải một đám đều sẵn sàng ra trận cầu xin xuất chiến lý thế dân nói một tràng cũng không nghĩ ra bị chính ý tưởng này của mình làm vui sướng tới mức hoa tay múa chân đỗ hà nghe ý tưởng của lý thế dân nhìn đại đường hoàng đế đang vui vẻ mừng rỡ như điên trên mặt lộ ra vẻ kính nể từ tận đáy lòng thứ sử có chiến tích tốt nhất trong năm triều thần cùng tướng quân tốt nhất, những người này cũng không có gì đáng nói, nhưng dáng quan tốt nhất quả thật cho thấy rõ Lý Thế Dân đúng là một vị hoàng đế rộng lớn trí tuệ, hắn thầm nghĩ. Đại đường có vị hoàng đế như thế này, còn lo gì không thể uy chấn tứ hải. Đỗ Hà cúi đầu thật sâu, cao giọng nói. Lý Thúc Thúc học một biết mười, Đỗ Hà bội phục. Vẻ mặt Lý Thế Dân vui mừng, bước lên phía trước nâng dậy Đỗ Hà. Hiền chất lại đa lễ, huống chi cuối cùng đây cũng là chủ ý của ngươi, trẫm chỉ đơn giản thay đổi một chút mà thôi. Nếu tính công lao, ít nhất hiền chất cũng chiếm tám phần. Nhìn nhìn màn đêm bao phủ bên ngoài cửa sổ, Lý Thế Dân nói. Không ngờ bất tri bất giác đã vào đêm, người đâu? Nhanh chuẩn bị dùng bữa, hôm nay trẫm muốn cùng đổ nhị lan không say không về. Nói xong Lý Thế Dân đột nhiên nhớ lại một chuyện, dừng một chút nói. Đúng rồi, gọi người đến lập chính điện nói với hoàng hậu mời nàng đừng đợi trẫm nói hôm nay trẫm muốn mở tiệc chiêu đãi tuấn kiệt triều đình ngày mai sẽ bồi nàng dùng bữa cũng không biết lý thế dân phân phó ai nhưng mệnh lệnh của hắn rất nhanh đã được thực hiện làm đỗ hà cũng không có thời gian cự tuyệt trong tiệc trụ lý thế dân cùng đỗ hà nâng chén trò chuyện nói tiếp chuyện tổ chức thi đấu mã cầu ăn uống no say lý thế dân đột nhiên hỏi khi nào thì đi quan lễ trẫm có một chức vị thích hợp cho ngươi. Ách! Đối với lời mời của Lý Thế Dân, Đỗ Hà nghĩ nghĩ đáp. Để qua năm đi, ra sức vì nước Đỗ Hà không dám không tuân, chỉ là ta cho rằng mình còn có một ít đồ cần học tập. Chính trị đường triều thanh minh, nhưng đối với việc tranh đấu bên trong những hoàng tử, hoặc đối ngoại cũng có những cuộc chiến mở rộng lãnh thổ biên cương, những điều này không khỏi quan hệ tới căn cơ đại sự của đại đường. Đỗ Hà tự biết mình là con trai của tể tướng, sẽ không tránh khỏi những cuộc đấu tranh này. Cho nên khi võ nghệ của mình còn chưa đạt tới cảnh giới bảo vệ được chính bản thân, vẫn nên quyết định ít tham gia vào những việc như vậy mới là thường sách nhất. Lý Thế Dân cũng không bắt buộc, chỉ gỡ một lệnh bài bên hồng đưa cho Đỗ Hà, nói. Đây là lệnh vào ra vào hoàng cung, thực dụng hơn lệnh bài kia của ngươi nhiều. Sau này nếu có ý tưởng gì mới là cứ việc đến tìm trẫm, trẫm đối với những kỳ tư diệu tưởng trong đầu ngươi đặc biệt có hứng thú thịnh tình của Lý Thế Dân không thể chối từ, Đỗ Hà liền đưa tay đón lấy. Màn đêm buông xuống, Đỗ Hà cùng Lý Thế Dân hàng huyên trời Nam đất Bắc, cuối cùng nghe theo ý tứ của Lý Thế Dân ở lại nghỉ đêm trong Hoàng cung.